Trong phần trước, nhóm người Đường Tam Tạng đã chạy trốn khỏi lãnh địa của Ngưu tộc. Vừa mới ra ngoài chưa được bao lâu thì đã đụng độ ngay phải đám yêu quái. Lúc này bọn họ cách trạm tiếp theo ngày càng gần, mọi người phải dốc hết sức xông ra. Nói rồi cả đám cũng lao lên chém địch. Sau một hồi vất vả thì bọn họ cũng thành công vượt qua được. Phía trước chính là vùng đất bị xé rách. Vực sâu bên dưới không có điểm cuối, một khi rơi xuống sẽ vĩnh viễn không thể trở về được. Chứ Bát Giới cũng không thích nơi này, trải qua một lần là đủ rồi. Nếu có đại sư huynh ở đây thì tốt. Ngộ không có số mệnh của nó, vậy nhưng Đường Tam Tạng luôn có cảm giác bọn họ sẽ gặp lại. Vừa nhắc tới cái tên Tôn Ngộ Không thì phim đã chuyển cảnh tới thiên giới. Tam Nhãn Thần Tướng và Sát Tâm Quan Âm đột nhiên cảm giác có chuyện không ổn. Nhìn bóng hình yêu hầu khổng lồ, Sát Tâm liền nhận ra đó chính là Tôn Ngộ Không. Tam Nhãn Thần Tướng không tin là tên yêu hầu đó lại trùng sinh. Và cho dù có bản lĩnh này thì hắn cũng không ngại giết chết tên yêu hầu đó một lần nữa. Lúc này ở nhân giới, mây đen sấm chớp liên tục nổ ra. Như Lai cảm thấy có một loại cảm giác đã từng quen biết. Hắn ngay lập tức sử dụng Huyền Thiên Bảo Luân thăm dò, kết quả là 300 dặm phía nam có đại yêu giáng sinh, trùng hợp nơi đó lại chính là Hoa Quả Sơn. Từ sau khi Tôn Ngộ Không rời đi, Hoa Quả Sơn đã có thay đổi rõ rệt, chia thành hai phe phái khác nhau. Chủ nhân nơi này là một con khỉ xa tên là Bạch Nhiệm. Những kẻ đi theo phe của hắn thì được sống an nhàn, còn kẻ chống đối thì bị ăn đập liên tục. Bạch Nhiệm bây giờ đã sa đọa vào âm hồn, thay vì ăn quả thì hắn lại chọn cách ăn thịt người để mạnh mẽ hơn. Thời đại của Tôn Ngộ Không đã qua rồi, bây giờ hắn mới chính là vương của Hoa Quả Sơn. Nếu như không muốn chết thì phải nghe lời, một tên nhỏ con trong đó vẫn kiên quyết đi theo phe của Tôn Ngộ Không, kết quả là suýt chút nữa về với đất mẹ. Đúng lúc tên này tuyệt vọng thì nhiều đạo sấm chớp lao lên, mặt đất nứt ra và dung nham phun trào. Ngay sau đó một cục đá đột nhiên trồi lên khỏi mặt đất. Tò mò về thứ đồ vật này, Bạch Nhiệm liền cho tên thuộc hạ tiến lại kiểm tra. Tên kia âm thầm tiến lại thăm dò và kết quả không phát hiện ra điều gì khả nghi. Vừa mới định lên tiếng báo cáo thì hắn lập tức bị ăn một đấm vào mặt. Rất nhanh tảng đá cũng nứt vỡ, để lộ ra thân hình một con khỉ, bộ dạng khá trẻ con. Đang ngủ ngon lành, tự dưng có người đánh thức, tên này vô cùng bất mãn. Sau khi quan sát mọi thứ xung quanh, hắn liền bất ngờ, tất cả ký ức đều không còn, điều duy nhất còn nhớ được là chạy mãi trên cầu. Đột nhiên vô số ký ức hiện lên, mỗi một quả cầu là một mảnh ký ức riêng. Lần lượt từng chuyện đều hiện ra, không ngờ tên trẻ trâu này lại chính là Tôn Ngộ Không. Nhân lúc những thứ này còn chưa biến mất, Tôn Ngộ Không nhanh chóng làm một hơi hút vào trong bụng. Đang yên đang lành tự dưng có một tên lạ mặt xông vào địa bàn. Mặc kệ tên tiểu tử này là ai, hắn đều muốn đập chết, cho nên lập tức ra lệnh cho tên thủ hạ lao lên. Cả đám nghe về liền xông tới đập đầu Tôn Ngộ Không. Hành động này làm cho cậu ta tức giận, vừa hay bắt mấy tên này thư giãn gần cốt. Lần lượt từng tên bị bón hành ngập mồm. Tới đây thì Bạch Nhiệm cũng nhận ra kẻ này là Tôn Ngộ Không. Dù là vậy thì hắn vẫn không chút lo sợ. Hắn bây giờ đã không còn là con khỉ nhỏ của năm đó nữa. Hai bên nhanh chóng lao vào nhau. Tuy nhiên, Bạch Nhiệm còn chưa kịp chạm tới một sợi lông của Tôn Ngộ Không đã bị đập cho giả bã. Hắn gắng gượng đứng dậy, đồng thời nhắc lại chuyện năm đó. Năm đó hắn vẫn chỉ là một con khỉ nhỏ bên cạnh cậu. Hắn cũng giống như bao con khỉ khác là đều sùng bái đại vương. Vậy nhưng mà từ khi Tôn Ngộ Không đến thiên giới thì chưa từng quay trở lại, bỏ mặc bọn hắn tự sinh tự diệt. Nhiều năm như vậy trôi qua, hắn đã dùng thực lực chứng minh đủ để thay thế cậu. Vậy mà bây giờ cậu ta đột nhiên quay trở lại, cướp đi mọi thứ từ hắn. Cho nên, hắn muốn quyết một trận sinh tử chiến. Tôn Ngộ Không nghe vậy liền chiều theo ý của Bạch Nhiệm. Mặc dù thực lực tên này đã khác xưa, vậy nhưng kết cục vẫn như cũ là chưa kịp biểu diễn thì đã bị đập cho như tử. Làm xong chuyện, Tôn Ngộ Không mới dõng dạc nói, cậu vẫn nhớ Bạch Nhiệm là ai. Hoa Quả Sơn trước giờ không có địch ngoài, cuộc sống không buồn, không lo. Cho dù cậu không có mặt ở đây thì bọn họ vẫn có thể sống tốt. Vậy mà lại cam nguyện sa đọa thành ám hồn. Tuy nhiên Bạch Nhiệm vẫn kiên quyết với niềm tin của mình. Hắn cho rằng Tôn Ngộ Không chẳng có tư cách để phê bình. Đúng là hắn đã đi nhầm đường, vậy nhưng chuyện này thì trách được ai, là cậu đã từ bỏ bọn họ. Hắn không cam tâm, thứ hắn muốn là truy cầu sức mạnh, muốn cho nên mạnh mẽ như cậu ta, mà biến cho thành ám hồn chính là con đường duy nhất. Mọi thứ hắn làm, kể là bất chấp ăn thịt người đều là muốn thay thế Tôn Ngộ Không. Nói tới đây hắn liền lao lên tấn công, vậy nhưng giữa trường đã bị ăn một đấm vào mặt. Tôn Ngộ Không phủ định, lời hắn nói đã sai rồi, truy cầu sức mạnh là ham muốn cá nhân khiến hắn đi vào con đường ám hồn không thể quay đầu lại. Ám hồn vốn không nên tồn tại. Tới đây thì mọi chuyện đã được giải quyết, đám người không theo phe của Bạch Nhiệm thấy Tôn Ngộ Không quay trở lại thì vô cùng vui mừng hò reo. Thế nhưng Tôn Ngộ Không thấy điếc tai quá nên lập tức kêu cả đám im miệng lại. Đột nhiên Như Lai xuất hiện, tuy rằng ngoại hình của Tôn Ngộ Không đã thay đổi, vậy nhưng Như Lai lại cảm thấy rằng bản chất của cậu vẫn giống nhau như đúc. Tính tới thời điểm hiện tại, Như Lai biến mất đã được 16 năm. Chuyện 16 năm trước, hắn trước mắt không thể giải thích được, sau này có cơ hội sẽ nói. Hiện tại hắn có việc gấp hơn, cho nên muốn Tôn Ngộ Không có thể tạm thời gác bỏ chuyện riêng tư để trợ giúp. Giải quyết xong chuyện đó, khó khăn trên đường của đám người Đường Tam Tạng cũng sẽ giảm bớt hơn rất nhiều.
Chuyện mà Như Lai muốn đó là Tôn Ngộ Không cùng theo hắn đi một chuyến tới vương quốc Atula. Nếu các bạn chưa biết, thì Atula là một chủng tộc khác biệt với thiên thần trên thế giới. Hai bên là kẻ địch của nhau, từng xảy ra nhiều trận chiến khốc liệt. Và cho tới nay thì cả hai bên vẫn chưa phân rõ thắng bại, chẳng mấy chốc đã tới Atula quốc. Lúc này Tôn Ngộ Không mới hỏi thăm mục đích mà hắn muốn nhờ vả, Như Lai nghe về cũng thẳng thắn giải thích. 300 năm trước, Thiên Quân và Atula đại chiến, Đế Thích Thiên đem một thanh kiếm tượng trưng cho chính nghĩa thất lạc trong phế đồ. Nếu bọn họ tìm lại được thanh kiếm kia thì có lẽ có thể từ trong đó dò xét ra chân tướng thiên giới biến thành tối tăm. Đế Thích Thiên không tiếc trả giá cướp đoạt vĩnh hằng chi hỏa, nếu có thể dùng cái này giải quyết vấn đề của thiên giới. Đến lúc đó con đường trả kinh của đường Tam Tạng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Tôn Ngộ Không nghe vậy cũng có yêu cầu riêng, nếu nhàm chán quá, cậu sẽ không làm. Sau khi tiến vào phế đồ, Như Lai sẽ nghĩ cách thu hút sự chú ý của tất cả Atula đấu sĩ cùng với Atula vương. Phần việc của Tôn Ngộ Không là tới di tích chiến trường trộm lấy trường kiếm. Nói rồi, hắn liền đưa cho cậu một quyển trục. Sau khi thành công, nội dung quyển trục sẽ cho cậu biết hành động tiếp theo. Một chuyến này có lẽ chỉ có một người có thể thoát. Atula có danh xưng thần chiến đấu, bọn họ cực kỳ dũng mãnh, thờ phụng võ lục mạnh nhất. Cho nên đây chính là quốc gia mà ngay cả thần cũng không dám xông loạn. Ngoài trừ đối ngoại, trong đồng tộc của bọn họ cũng cực kỳ tàn khốc. Từ khi còn nhỏ đã phải chịu đựng rèn luyện cực hẳn. Ngay cả Atula vương hiện nay là La Hầu cũng không ngoài lệ. Nhớ lại năm đó, khi La Hầu còn trẻ tuổi đã có sức mạnh cùng tài nghệ kinh người. Một thân một mình, hai tay hai kiếm chém hết đối thủ trong thí luyện. Hắn không muốn giết bọn họ, vậy nhưng hắn lại không có lựa chọn. Nơi này chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu, không phải bọn họ chết thì là hắn chết. Sau khi sống sót sẽ đạt được danh xưng chỉ có huyết thống Atula kiên nghị nhất mới được truyền thừa là đấu sĩ Atula. Đấu sĩ do phòng nghị sự tuyển chọn ra có thể lựa chọn gia nhập quân đội của ba vị Atula vương, dùng máu tươi tranh lấy vinh quang và giai cấp cao hơn. Tuy nhiên, La Hầu lại không muốn tham gia vào bất cứ quân đội nào mà là muốn quy ẩn. Quy ẩn trong mắt đám người Atula chính là sự sỉ nhục, tự nguyện đọa lạc, không xứng đáng cho thành đấu sĩ. Tuy nhiên ý của hắn đã quyết, cho nên nhanh chóng rời đi. Như Lai nói tiếp, La Hầu năm đó chính là vua của phế đồ bây giờ. Tôn Ngộ Không nghe vậy liền cảm thấy thú vị, có vẻ như tên kia là một đối thủ đáng gờm, hay là bọn họ trực tiếp khiêu chiến hắn rồi đem vật kia về. Như Lai tỏ vẻ không đồng ý, thực lực của Atula vương sâu không lường được. Hơn nữa 16 năm trước hắn bị thương còn chưa hồi phục, lại thêm rất quá sớm khiến cho thân hồn hao tổn. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất là đừng đánh trực diện với La Hầu. Trận chiến năm đó La Hầu xưng vương, ngay cả thiên giới cũng phải rung động. Sau khi Quy Ẩn quay về, La Hầu trực tiếp đứng ra khiêu chiến tất cả chiến sĩ dưới trướng Tam Vương nhằm trở thành vị Atula vương thứ 4. Lời khiêu chiến này quá ngông cuồng, từ xưa tới nay chưa từng có ai đưa ra kháng nghị như vậy. Lý do để hắn làm như vậy là vì muốn thay đổi chế độ của Atula tộc. Hắn ghét việc chém giết lẫn nhau, vậy nhưng lại không thể làm như vậy. Rất nhanh, mấy chục tên đấu sĩ cũng nhảy xuống sân nhận lời khiêu chiến. La Hầu lập tức bỏ phát thực lực, hai tay hai thanh đao chém về phía đối thủ. Cứ như vậy, hắn liên tục chiến đấu 10 ngày 10 đêm không ngừng nghỉ, không ăn không uống, chiến đấu cho tới khi không còn kẻ nào dám khiêu chiến. Từ trận chiến đó, La Hầu trực tiếp trở thành Tân Vương và cùng với ba vị vương khác cùng nhau quản lý Atula quốc. 300 năm trước, Như Lai từng gặp hắn một lần, lần này tới đây một phần cũng là gặp lại bạn cũ. Tiếp tục đi lên một đoạn, hai người liền bị một tên đấu sĩ nhất đẳng gọi là quỷ sát chặn lại. Hắn xuất hiện chính là để xử lý vụ này, muốn gặp vương của bọn họ đương nhiên không vấn đề gì, nhưng làm mang theo đầu lâu của hai người tới gặp vương. Nói rồi hắn cũng lao lên, Tôn Ngộ Không nhanh chóng lao ra ngăn cản, vừa hay bản thân đang muốn thử giãn gần cốt. Quỷ sát ngay lập tức bị ăn đòn, bị đá liên tục vào mặt. Chỉ có điều, khí tức trên người hắn càng ăn đòn càng tăng lên. Danh tiếng của Tôn Ngộ Không trên thiên giới lẫn cả nhân gian ai ai cũng đều biết, và những đám người này lại không coi là gì. Chém giết đại yêu và thiên thần chính là con đường dẫn tới thành công, khiến danh tiếng càng thêm nổi bật, cho nên cả đám nhanh chóng bao vây Như Lai lại một chỗ. Như Lai vẫn như cũ hạ giọng nói chuyện, muốn đến hội nghị. Tên quỷ sát nghe vậy liền từ chối, hắn không phải là Atula tộc, không có tư cách đến hội nghị. Tuy nhiên Như Lai lại là người nắm rõ quy củ, quy tắc chính là bất luận kẻ nào cũng có thể tới hội nghị. Chính vì vậy, xin một đối một giải quyết phần tránh trước mặt mọi người. Quỷ sát vẫn không muốn nghe lý lẽ, hắn định lao lên vậy nhưng hồ cơ đã ngăn lại. Hồ cơ chính là nghị sự trưởng phế đồ. Đây là luật pháp bọn họ lấy làm tự hào, bọn họ tuyệt đối không ngại khiêu chiến. Hắn đã đưa ra kháng nghị, nếu quỷ sát không phục, vậy thì có thể giết hắn trên hội nghị là được. Không thể cãi lời, quỷ sát đành phải tạm thời từ bỏ việc xử lý Như Lai và Tôn Ngộ Không. Hồ cơ chậm rãi tiến về phía trước mặt cho hỏi. 300 năm trước, nàng từng gặp mặt Như Lai, tuy rằng hắn khác với thiên thần khác, vậy nhưng chung quy giữa bọn họ vẫn là kẻ thù. Như Lai nghe vậy vẫn kiên quyết muốn được gặp mặt cuồng vương La Hầu. Hồ cơ không còn cách nào khác là đồng ý, sau đó phân phó người thông báo tất cả đấu sĩ tổ chức nghị hội. Rất nhanh, nghị hội cũng tập trung đầy đủ. Đang yên đang lành, kẻ thù lại tự mình xuất hiện tại nơi này.
cả đám người tộc Atula vô cùng phẫn nộ, hiển nhiên là tất cả đều muốn lấy mạng của hắn. Nội dung cuộc hội nghị như sau, Như Lai muốn gặp mặt cuồng vương, kẻ nào có ý kiến thì cứ việc bước lên sân chiến đấu. Một tên đấu sĩ tam đẳng và bạch cầu lập tức muốn ra sân, giết chết thiên thần cấp cao sẽ mang đến cho hắn vinh quang vô thượng, đồng thời trực tiếp tấn thăng làm nhất đẳng đấu sĩ. Tuần Ngộ không nghe vậy cũng thắc mắc, chỉ một tên còn con như vậy cũng dám khiêu chiến Như Lai, chẳng hiểu là đám này đang nghĩ cái gì. Ngay lúc tên kia đang hô hào mọi người cổ vũ thì Như Lai đã đứng dậy và tặng cho một đấm vào mặt khiến hắn ta nằm ngã ngửa. Điều này khiến khán giả quan chiến vô cùng kinh ngạc. Cứ tưởng là trận này đã có kết quả nên Như Lai lập tức yêu cầu người kế tiếp. Nói tới đây, tên bạch cầu đã chẳng biết từ khi nào đứng dậy, hắn ta nhanh chóng lao tới tấn công. Điều này làm cho Như Lai cũng phải ngạc nhiên, đã chịu một kích như thế, vậy mà lập tức có thể đứng dậy tác chiến, đúng là không tầm thường. Bạch cầu tiếp tục tấn công, một bên dùng sức mạnh nắm đấm, một bên còn lại sử dụng kỹ năng. Trải qua vài chiều, Như Lai cũng phải cảm thán, tam đẳng đấu sĩ vậy mà có thực lực như vậy. Vậy nhưng đứng trước Như Lai, bạch cầu liền bị ăn thua thiệt nặng, buộc hắn phải sử dụng ra đấu hồn. Đấu hồn chính là trạng thái tác chiến tối cao của Atula, mặc dù không thể duy trì lâu, vậy nhưng chiến lực lại cực kỳ cao. Quả nhiên là như vậy, dù vẫn bị dính đòn, vậy nhưng hắn lại nhanh chóng lấy lại được lợi thế, kịp thời tung chiêu phản công đẩy Như Lai vào thế khó. Tôn Ngộ Không chứng kiến nãy giờ cũng ngạc nhiên, thực lực đấu sĩ tam đẳng đã có thể đánh với Như Lai. Như vậy xem ra có phải mau chóng hành động, mà Hồ Cơ cũng đem tin tức thông báo cho La Hầu. Lúc này chiến lực của tên bạch cầu đã tăng lên đáng kể, dễ dàng bón hành cho Như Lai. Hắn tự tin nắm chắc phần thắng. Tuy nhiên nếu để ý, chúng ta liền nhận ra Như Lai nãy giờ vẫn chỉ dùng tới các kỹ năng chiến đấu cơ bản, chưa cần sử dụng tới thần hồn. Cả đám quan chiến đều nghĩ rằng bạch cầu nắm chắc phần thắng rồi, chỉ riêng Hồ Cơ là ngược lại. Bạch cầu quả thật là đấu sĩ hàng đầu, vậy nhưng Như Lai năm đó hắn có thể xưng là đệ nhất thiên giới. Khi ấy hắn còn chưa được nội liễm nho nhã như hiện tại. Nàng từng được chứng kiến chiêu thức tất sát nộ quyền, cho tới nay vẫn không thể nào quên. Hiện tại, thế hệ đấu sĩ Atula này chưa có mấy ai được chứng kiến sự lợi hại của hắn. Nếu hắn vẫn như xưa, vậy thì bạch cầu chắc chắn không phải là đối thủ. Vừa nói xong, Như Lai rất nhanh cũng tìm được điểm yếu của bạch cầu. Sau đó trực tiếp đánh gãy cánh tay rồi tặng thêm một quyền nữa vào mặt khiến tên kia nằm ngã ngửa. Chỉ với đôi ba chiêu đã dễ dàng hạ gục được đối thủ. Cả đám chứng kiến cảnh tượng này lại thêm kinh ngạc. Bà nãy rõ ràng bạch cầu chiếm được ưu thế, không ngờ lại thua nhanh tới như vậy. Vừa mới mang tên kia rời khỏi sân, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì một tên khác đã nhảy lên võ đài khiêu chiến. Như Lai nhận biết gã này, lão ta gọi là quỷ đầu đào, nhất đẳng đấu sĩ. 300 năm trước, hai người từng giao thủ với nhau, chưa phần rõ thắng thua. Sự xuất hiện của lão làm cho khán đài càng thêm náo nhiệt. Năm đó lão ta từng chém giết vô số thiên quân trong trận chiến ở Phế Đô, nên lần này sẽ lấy mạng Như Lai. Hồ Cơ ngồi chủ trì lên tiếng nhắc nhở, chỉ cần có người tiếp tục xuất chiến, vậy thì hội nghị sẽ không kết thúc. Vừa nói xong, quỷ đầu đao liền lập tức bộc phát ra đấu hồn, sau đó lao lên. Mỗi một nhát chém đầu mang uy lực vô cùng kinh khủng khiến sân đấu nứt vỡ. Chỉ với một chiêu đã dồn Như Lai vào thế khó, phải liên tục thở dốc. Thần hồn của hắn chưa khôi phục, lại tiêu hao nhanh như vậy, cứ tiếp tục như thế này, chẳng mấy chốc hắn sẽ kiệt sức. Không chờ đợi thêm, quỷ đầu đao lại một lần nữa ngưng tụ thực lực rồi lao lên. Cùng lúc này, cùng vương La Hầu vẫn đang ở bên ngoài quan sát đám trẻ săn giết đại giác sư. Hắn đột nhiên nhận được tin tức do Hồ Cơ gửi tới. Sau khi biết nội dung, hắn liền thắc mắc, nếu Như Lai muốn gặp hắn, vậy thì không cần phải tốn công như thế này. Hiển nhiên La Hầu cũng suy đoán ra mục đích hiện tại mà Như Lai đang làm, chính là thu hút sự chú ý của tất cả Atula tộc trong Phế Đô. Trong lúc Như Lai đang gây sự chú ý khi liên tục khiêu chiến các đấu sĩ Atula, thì Tôn Ngộ Không lại âm thầm lèn vào Phế Đô. Đúng như cái tên gọi, từ sau trận chiến với thiên giới, Phế Đô đã trở thành một bãi chiến trường hoang tàn. Với khả năng của Tôn Ngộ Không, cậu dễ dàng lèn vào bên trong. Tuy rằng cậu tin tưởng thực lực của Như Lai, vậy nhưng vì tránh cho hắn vất vả thêm, cậu vẫn nên đi trộm kiếm sớm hơn một chút thì hơn. Tiến sâu vào bên trong, Tôn Ngộ Không cũng phải ngạc nhiên, trong này có quá nhiều vũ khí, cứ vài bước lại có một thành, số lượng như vậy làm cậu khó xử. Bởi vì Như Lai lại không nói rõ ràng nên cũng chẳng biết thanh kiếm nào mới là thật. Bỏ qua chuyện đó qua một bên, cậu quyết định sẽ lấy toàn bộ. Đột nhiên Tôn Ngộ Không chú ý tới một thanh kiếm đang cắm trên cao, vỏ kiếm sáng bóng, hoàn toàn không có chút gì xét. Chỉ cần nhìn qua liền biết đây chính là thanh kiếm mà Như Lai cần tìm. Không chờ đợi thêm, cậu lập tức lao lên định rút thanh kiếm. Tuy nhiên còn chưa kịp làm gì thì đã bị ngăn cản lại. Kẻ tới chính là cuồng vương La Hầu. Hắn suy đoán không sai, Như Lai và Tôn Ngộ Không vất vả tới đây, mục đích nhất định không đơn giản như vậy. 300 năm trước, lúc hắn ở Phế Đô chém giết chúng thần, đại yêu đại náo thiên giới, không ngờ lại gặp được ở đây. Cậu và Như Lai đều không phải dạng người bình thường, vậy mà lại làm ra hành động lén lút trộm cắp. Tôn Ngộ Không nghe thấy bản thân bị chỉ trích, liền nhanh chóng lườn lẹo, đây sao có thể nói là trộm chứ? Thanh kiếm này vốn không phải là của hắn, bám bụi ở đây 300 năm rồi, hắn cũng không dùng được, vậy thì cho cậu lấy về trời. Đúng là nó vô dụng đối với La Hầu, nhưng mọi thứ ở đây đều thuộc về hắn,
Đại chiến phía đầu năm đó, Thiên Giới và Atula tộc đều thương vong thảm trọng. Cuối cùng, Đế Thích Thiên vứt lại trường kiếm rồi chạy trối chết. Đây chính là chiến lợi phẩm dùng máu tươi thắng được, là biểu tượng của vinh quang. Muốn lấy đi chiến lợi phẩm từ trong tay Atula tộc chỉ có một cách là chiến đấu. Tôn Ngộ Không nghe vậy vẫn không hoảng sợ, trước tiên đánh thắng hắn rồi lấy kiếm cũng không muộn. Tuy nhiên, La Hầu lại phủ nhận, cho rằng cậu không thể nào đánh bại được hắn, cho nên hắn sẽ cho cậu một cơ hội công bằng hơn. Chỉ cần có thể trước khi chết cướp được một cái đầu lâu trên người hắn, vậy thì trường kiếm sẽ thuộc về cậu. Atula tộc chưa từng biết nuốt lời. Tôn Ngộ Không nghe vậy liền không khách khí nữa, cậu nói lời cảm ơn trước rồi bắt đầu lấy ra vũ khí, đồng thời cũng không quên liên thiên vài câu. La Hầu thì ngược lại, hắn không nói nhiều mà lập tức vung đao tấn công. Tôn Ngộ Không nhảy lên né tránh, sau đó cầm gậy lao tới công kích trực diện. Cả hai ăn miếng trả miếng liên tục, cậu vừa đánh vừa không quên khoác lác, kết quả là bị La Hầu chém làm hai phần. Cứ từng yêu hầu tới đây là xong rồi, vậy nhưng ai ngờ cậu ta lại quá lùn lẹo. Cậu lập tức sử dụng thuật biến thần, biến hóa ra vô số bản thể. Tất cả đều lao tới tấn công La Hầu, đồng thời sử dụng gậy như ý khóa hắn lại một chỗ. Cứ tưởng như vậy là sẽ làm khó được hắn, vậy nhưng ai ngờ rằng La Hầu chỉ nhẹ nhàng dùng sức đã thoát khỏi khống chế, sau đó lợi dụng gậy như ý phá hủy từng cái bản thể. Từng rằng Tôn Ngộ Không tới đây là hết trò rồi, ai ngờ cậu ta lại biến lớn gậy như ý rồi đâm thẳng vào người La Hầu. La Hầu cố gắng chống đỡ, hai bên giằng co nhau, tuy nhiên người chiếm được ưu thế lại là Tôn Ngộ Không. Gậy như ý cứ như vậy liên tục đẩy lui La Hầu về sau, phá hủy vô số kiến trúc, cuối cùng nghiền ép hắn dính lên vách. Tới đây thì cậu ta lại được đà chém gió, có phải là lỡ ra tay quá nặng rồi hay không? Nếu như không đứng dậy nổi thì cũng không cần gượng nữa. Lời vừa mới nói xong, một đạo kiếm khí sắc bén lập tức lướt qua người khiến cậu ta bị thương chảy máu. Rất nhanh mặt đất xung quanh liền rung động, Tôn Ngộ Không nhanh chóng lùi về sau. Hóa ra ban nãy La Hầu vẫn chỉ đang thử sức mà thôi, hắn bây giờ mới dùng tới thực lực chân chính. Chỉ với việc bộc phát đấu hồn đã khiến cậu bị thương, khí thế bạo phát ra xung quanh làm cho các tòa kiến trúc tan thành mây khói. Hắn lên tiếng khen ngợi, bản thân cậu đã chứng minh được thực lực. Không hồ là hãn thế đại yêu trong lời đồn, có tư cách bị hắn tự tay chém giết. Đấu hồn của hắn đã 300 năm chưa từng nghiêm túc thiêu đốt, vô hình đạo áp phóng ra có thể phong bế pháp thuật phân thần. Tôn Ngộ Không nghe vậy vẫn không sợ, cậu lập tức biến thành bộ dạng đại viên hồn. Tuy nhiên đối mặt với La Hầu quá mạnh mẽ, cậu ta lập tức bị ăn tá hành vào mặt. Hắn vung đao đánh ra vô số công kích, đem yêu hầu đánh bay ra xa, thậm chí rằng Tôn Ngộ Không còn chưa có cơ hội phản kháng. Từ điều này tới xem, thực lực của La Hầu quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu không phải có phép thuật biến ảo, vậy thì cậu ta sớm đã chết rồi. Nếu thiên giới có đệ nhất thần tướng, Tam Nhãn, bách chiến bách thắng, vậy thì Atula tộc có cuồng vương La Hầu, trước giờ chưa từng bại trận. Đáng tiếc là hai kẻ này chưa chính thức có trận chiến phân thắng bại. Chuyển cảnh tới với Như Lai, trải qua vài chiêu giao thủ, Như Lai đã cảm thấy không ổn. Tiếp tục như thế này không phải là cách, phải tốc chiến tốc thắng. Chỉ có điều đối thủ lần này lại quá hung hãn. Quỷ đầu đao liên tục lao lên tấn công phủ đầu, lão cảm thấy Như Lai bây giờ đã yếu đi rồi. Nếu như là 300 năm trước, mỗi chiêu lúc nãy đánh ra, hắn đã trực tiếp đòn đỡ. Đáp lại thì Như Lai vẫn tỏ ra mạnh mẽ, hiển nhiên là không thể để cho đối thủ biết mình đang bị thương. Không chờ đợi thêm, quỷ đầu đao lại một lần nữa tấn công. Lần này Như Lai quyết định không nhân nhượng nữa, hắn dễ dàng né tránh, sau đó tung một cú đấm cực mạnh vào giữa ngực khiến lão ta bay ra ngoài. Kết quả này làm cả đám Atula đang quan chiến cũng kinh ngạc. Thắng bại chỉ với một chiều, ngay cả quỷ đầu đao cũng không tin được. Lão lần nữa cầm thanh đao lên định tiếp tục chiến đấu, đáng tiếc là chưa kịp làm điều đó thì đã bị tên quỷ sát giết chết. Hiển nhiên là tên này đã không chờ đợi được nữa, trên chiến trường chỉ nói thực lực. Atula là chiến thần bất bại, đấu sĩ võ lực kém thì phải bị đào thải. Vì giữ gìn thanh danh của Atula tộc, hắn muốn tự tay giết chết Như Lai. Lời này vô tình khiến quân hùng kích động và quên mất chuyện quỷ đầu đao vừa mới bị giết chết. Lúc này tất cả sự tập trung đã được dồn lên người quỷ sát, cho nên hắn càng được đà to gan lớn mật. Như Lai nhanh chóng đứng ra nói chuyện, hắn thưởng thức dũng khí và đấu trí của bọn họ, vậy nhưng quá coi trọng thắng bại và chiến đấu, cuối cùng sẽ chỉ làm cho bọn họ đi vào diệt vong. Trừ phi bọn họ học được cách bao dung kẻ yếu, học được bình đẳng tôn trọng mới có thể thực sự cường đại. Lời vừa nói cả đám bên trong liền tò mò. Trước giờ bọn họ chỉ có chiến đấu và chiến đấu, kẻ mạnh thì làm vua chứ chưa biết tới bao dung kẻ yếu là như thế nào. Cho nên những lời này đối với đám người Atula tộc đúng là khó hiểu. Quỷ sát nghe xong càng thêm tức giận, Atula và thiên thần vốn là kình địch. Cho dù hắn có nói nhảm thêm nữa thì kết cục vẫn là cái chết. Như Lai không muốn phủ nhận, hắn đương nhiên sẽ chiến đấu, dứt khoát đánh bại quỷ sát. Lời này làm quỷ sát càng thêm tức giận, hắn lập tức thiêu đốt đấu hồn. Trải qua hai trận chiến đấu, hắn nhớ rõ thực lực của Như Lai. Như Lai cũng thẳng thắn, ngay từ đầu quỷ sát đã thi triển ra đấu hồn, có vẻ như rất có lòng tin. Vội vã tiến công ngược lại sẽ gây bất lợi cho quỷ sát, vậy nhưng cách này xem ra có hiệu quả hơn. Hai trận đấu trước đó Như Lai đều dùng chiến thuật phản kích, trước tiên phòng thủ quan sát, cuối cùng dùng một quyền xoay chuyển thắng bại. Quỷ sát không muốn nhiều lời thêm, hắn ta lập tức vung đao tấn công.
Đáng tiếc là Như Lai đã kịp thời nhận ra điểm yếu, sau đó tặng cho đối thủ một đấm vào mặt làm cho bay đi. Hành động này làm cho đám người đang xem vô cùng kinh ngạc, không ngờ đao võng của quỷ sát đại sứ lại bị phản phá. Không chịu bỏ cuộc, quỷ sát một lần nữa lao lên. Như Lai thấy vậy vẫn tự tin, hắn chủ yếu dựa vào nhược điểm để tấn công đối thủ, mà thứ nhược điểm này lại chắc chắn tồn tại. Nói rồi hắn nhanh chóng đi ra phía sau rồi tặng cho quỷ sát thêm một đấm nữa. Cứ tưởng lần này quỷ sát đã bị ăn hành ngập mồm rồi, ai ngờ tên kia đã có tính toán. Hắn cho biết khả năng nắm giữ thời cơ của Như Lai quả nhiên tinh chuẩn. Điều này vừa hay lại rơi vào bẫy nên kịp thời sử dụng cánh tay ngăn cản công kích. Giải thích xong, quỷ sát liền dùng vũ khí trên tay đâm một nhát vào cánh tay của Như Lai. Như Lai lập tức phản công đá bay tên kia ra xa. Lúc này Như Lai đã bị thương, một khi bị cây chùy thủ của hắn đả thương sẽ không ngừng chảy máu, tiếp tục tiêu hao thần hồn sẽ chỉ mất máu nhanh hơn. Tới đây thì quỷ sát không nhân nhượng nữa, hắn ta tự tin nắm chắc phần thắng, cho nên tiếp tục cầm chùy lao lên. Mỗi một lần công kích đều vô cùng nhanh và mạnh mẽ, Như Lai phải chật vật chống đỡ, động tác càng lúc càng chậm. Điều này làm quỷ sát càng thêm hưng phấn, hắn quyết định sẽ sử dụng tới kỹ năng mạnh nhất là phệ hồn đao phụ trận. Vừa mới xuất chiêu, dưới mặt đất lập tức xuất hiện ra vô số thanh đao khổng lồ, tất cả đều hướng tới vị trí của Như Lai, bao vây lại một chỗ, sau đó cùng nhau bổ lên người hắn. Cả đám Atula đang quan chiến nhìn thấy vậy vui mừng hô hào chiến thắng. Trong khi đó, vẻ mặt Hồ Cơ vẫn bình tĩnh, quỷ sát cũng vô cùng đắc chí. Đáng tiếc là sự đắc chí này không kéo dài được quá lâu thì đã bị dập tắt, phệ hồn đao phủ trận nhanh chóng bị hóa giải và bị vỡ nát. Toàn thân Như Lai sáng rực, vết thương trên tay nhanh chóng phục hồi. Như Lai không phủ nhận, thực lực của quỷ sát đúng là bất phàm. Làm cho hắn không thể không đem một phần sớm đã thu hồi triển lộ ra lần nữa. Quỷ sát nghe vậy vẫn không chịu bỏ cuộc, có dễ dùa như thế nào đi chăng nữa cũng là phí công mà thôi. Nói rồi hắn tiếp tục cầm vũ khí lao tới định bổ Như Lai làm hai phần. Đối mặt với chiêu thức này, hắn chỉ cần dùng hai ngón tay đã ngăn cản được chùy thủ, đồng thời đẩy lùi đối thủ bay về phía sau. Không chịu bỏ cuộc, quỷ sát tiếp tục lao lên, Như Lai cũng thi triển ra bất diệt kim thân, sau đó vung nắm đấm khổng lồ về phía quỷ sát khiến tên kia bị đứng hình mất mấy giây. May mắn là Như Lai dừng công kích giữa chừng, nếu không tên kia có lẽ đã nằm xuống. Thứ Như Lai thu hồi là phẫn nộ bởi vì nó sẽ tạo thành phá hoại không thể cứu vãn. Cũng may là đã có thể khống chế phẫn nộ mà không phải để phẫn nộ khống chế hắn. Hắn hy vọng trận chiến này dừng ở đây, hành động nương tình này làm cho cả đám cũng kinh ngạc. Như Lai tiếp tục giảng giải, chính như hắn đã nói trước đó, chiến đấu không phải bị thương hay mất mạng, thắng bại có thể phân ra là sừng, tiếp tục hoặc có thể thay đổi. Thù hận cũng nên có một ngày được hòa giải, thiên thần và Atula vốn là đồng tộc, tuy rằng nguyên nhân lịch sử khiến cả hai trở thành kẻ địch. Vậy nhường các vị ở đây và hắn chưa từng gặp mặt, sao lại nói tới thù hận? Lời này làm cho quỷ sát thêm căm giận, thù hận của bọn hắn vốn không thể nào hóa giải được. Nói rồi quỷ sát liền động thủ, bổ thẳng vào đầu Như Lai vậy nhưng bị ngăn lại. Người ra tay không ai khác chính là La Hầu. Nhìn thấy vương xuất hiện, cả đám bên trên lẫn bên dưới đều hô hào xử lý Như Lai. Tuy nhiên La Hầu lại có suy nghĩ khác, thiên giới Như Lai thắng được kháng nghị của Atula nghị hội. Hắn dùng thực lực và bản lĩnh thông qua khiêu chiến của ba vị đấu sĩ đỉnh cấp, cuộc đấu ngày hôm nay nên dừng ở đây. Nói tới đây La Hầu cũng không quên quay sang phía hắn chào hỏi, tuy La Hầu nhớ tình cũ vậy nhưng không có nghĩa rằng Như Lai có thể hộ sược. La Hầu trực tiếp nói thẳng âm mưu, Như Lai ở lại hội nghị khiêu chiến, lại lệnh cho Tôn Ngộ Không tới di tích đại chiến trộm kiếm. Sự thật được phơi bày, cả đám liền phẫn nộ, mà Như Lai thì ngay lập tức hỏi thăm tung tích của Tôn Ngộ Không. Nhớ lại trận chiến đó, từ sau khi La Hầu sử dụng tới thực lực chân chính, Tôn Ngộ Không liền bị đập cho ra bã không có sức phản kháng. Chỉ có điều con khỉ này quá lươn lẹo, điều này làm cho La Hầu cũng phải khâm phục, một đao toàn lực của hắn lại bị đánh hụt. Trong nháy mắt biến ảo vô thường, pháp thuật của Tôn Ngộ Không quả thực khó mà nắm bắt, vậy nhưng vẫn có thể cảm nhận được yêu hồn của hắn. Rất nhanh Tôn Ngộ Không cũng hiện ra, hắn thu nhỏ mình lại rồi trèo lên người La Hầu. Cậu nghe Như Lai nói, Atula thiếu đốt đấu hồn sẽ một lòng tập trung chiến đấu. Vậy nhưng nếu quá tập trung ngược lại sẽ bỏ sót chi tiết. Cậu nhanh chóng sử dụng dao cắt lấy một chiếc đầu trên người La Hầu, sau đó tuyên bố chiến thắng. La Hầu vô cùng tức giận, vậy nhưng đã nói là phải giữ lời. Hắn cất hai thanh đao về chỗ cũ, sau đó tuyên bố để cho Tôn Ngộ Không rời đi. Cậu là một đối thủ rất tốt, đáng được lễ vật này. Hắn muốn cậu nhanh chóng cầm lấy thứ mình muốn rồi mau chóng lượn. Việc hắn muốn để cậu đi không có nghĩa là các đồ sĩ khác sẽ đồng ý. Tôn Ngộ Không nghe vậy liền không khách khí nữa, cậu trả lại chiếc đầu lâu, sau đó nhanh chân chạy tới thành kiếm. Đây chính là bội kiếm của Đề Thích Thiên, được cho là bảo vật quan trọng nhất của thiên giới. Tôn Ngộ Không thử nhấc kiếm lên vậy nhưng không được, cuối cùng vẫn phải dùng ra sức lực mới có thể. Mới nhấc lên, chỗ thanh kiếm đã bạo phát ra luồng ánh sáng mạnh mẽ. Mặc dù nằm phơi gió mưa suốt 300 năm, vậy nhưng lại không dính chút bụi bặm nào, quả nhiên là kiếm lạ. Vừa lấy được kiếm cũng là lúc mấy tên đấu sĩ đuổi tới, Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy quái lạ. Đám Atula này vừa thấy người ngoài là muốn đánh nhau, thật không hiểu nổi. Atula vừa không lên tiếng ngăn cản.
Hắn hy vọng cậu hãy cố gắng tu hành, chờ cậu trở nên mạnh mẽ hơn lại tới khiêu chiến. Tôn Ngộ Không nghe vậy cũng mong chờ, lần sau nhất định sẽ phân ra cao thấp với hắn. Trở lại hiện tại, Như Lai không phủ nhận mục đích trộm kiếm của mình, thậm chí còn không tiếc bất cứ giá nào. Theo Như Lai hầu biết, Như Lai đã bị trục xuất khỏi thiên giới, vậy thì tại sao lại muốn làm như vậy? Như Lai cảm thấy hổ thẹn, hành động lần này thực sự là bất đắc dĩ. Ngoài việc hắn làm không liên quan tới thiên giới, tất cả chỉ vì bảo vệ chính đạo thế gian. Về phần trộm kiếm để làm gì thì hắn lại không thể tiết lộ. 300 năm trước, tại phế đô này, Như Lai và La Hầu từng có trận chiến. Đáng tiếc là chưa từng phân thắng bại. Như Lai cũng không hề muốn phân tranh một mất một còn. La Hầu đã quyết chiến hơn mười mấy ngày không ngủ nghỉ, bị thương khắp người. Hắn không phủ nhận việc La Hầu có thực lực càng đánh càng tăng. Như Lai cũng y nguyên có thực lực chiến đấu, vậy nhưng hắn lại muốn đàm phán. Ân oán giữa Atula và thiên giới đã kéo dài trăm ngàn năm. Hắn muốn biết liệu La Hầu đã từng nghĩ tới chuyện mở ra bế tắc này. Vô số lần giao chiến, hai bên đều phải trả giá thảm trọng, thù hận ngày càng lớn, làm cho truyền thống hiếu sắc của Atula tộc ngày càng sâu thêm, thậm chí tự giết lẫn nhau. Tất cả những thứ này có thể thay đổi. Những lời này làm cho La Hầu phải suy nghĩ. Từ lúc hắn xưng vương tới nay, thay đổi đã nhiều năm lại vẫn không thể thay đổi được Atula tộc một chút nào. Một tộc đàn không thể buông xuống thù hận thì sẽ bị thù hận chi phối. Nói là như vậy, nhưng muốn hóa giải thù hận thì lại khác. Ngoài trừ võ lực, còn có gì có thể hóa giải thù hận? Trở lại hiện tại, tuy La Hầu quý trọng Như Lai, nhưng không có nghĩa rằng hắn sẽ dễ dàng tha thứ cho hành động vừa rồi. Thân làm Atula vương, hắn nhất định phải cho dân chúng một lời giải thích. Việc trước mắt là bắt giam Như Lai lại, nếu có ý định đào thoát, hắn nhất định sẽ tự mình đuổi giết. Sau khi đã an toàn rời đi, Tôn Ngộ Không liền đem quyển trục mà Như Lai đã giao cho xem xét, không ngờ bên trong quyển trục lại là một đạo thần hồn. Hắn trước tiên cảm ơn cậu vì đã đồng hành đi tới Atula quốc, vậy nhưng còn có hai chuyện khác phải nhờ cậu thay hắn đi hoàn thành. Biết bản thân mình đã bị lừa, Tôn Ngộ Không cũng thẳng thắn, cái tên Như Lai này đã nói là sẽ tiết lộ chân tướng của 16 năm về trước. Bây giờ mọi việc đã làm xong, bí mật còn chưa nói mà lại muốn nhờ vả thêm. Cậu tức giận cầm pho tượng lên, không ngờ kẻ này không phải là Như Lai mà là một người khác, hắn chỉ nhận nhiệm vụ truyền tin mà thôi. Về vấn đề mà Như Lai đại thần hứa đã nói, hắn cũng chỉ biết sơ sơ. Năm đó, lúc sư đồ bốn người thu hồi Vĩnh Hằng Chi Hỏa, Như Lai đang điều tra chân tướng thiên giới Sa Đoạ. Mà Tôn Ngộ Không sở dĩ nghe được tiếng gọi của Vĩnh Hằng Chi Hỏa là bởi vì nó cảm nhận được sự tồn tại của ám hồn. Về phần thanh kiếm của Đế Thích Thiên, lần này là Như Lai đại thần lấy thân mình hãm Atula quốc để làm cái giá đánh đổi. Việc Như Lai muốn nhờ vào là Tôn Ngộ Không hãy đi tới thiên giới đem kiếm giao cho Sát Tâm, nhất định phải giao trước mặt. Từ lời này tới xem, hiển nhiên là hắn rất tin tưởng vào Sát Tâm Quan Âm. Nghĩ tới cái tên đó, Tôn Ngộ Không lại cảm thấy rung mình, đồng thời cũng không quên trách mắng. Cái tên Như Lai này thế mà lại để cho mình đến nơi mình ghét nhất, gặp người không muốn gặp nhất. Nhưng mà 16 năm chưa tới đó rồi, vừa hay bây giờ đến đó đại náo một trận để bọn chúng chứng kiến thực lực chân chính của mình. Chuyên cảnh tới thiên giới, lúc này Sát Tâm Quan Âm đang diện kiến Đế Thích Thiền. Hắn đem hành tung đám người Đường Tam Tạng bẩm báo lại. Bọn họ bây giờ đã rời khỏi xã Ngưu Bảo đến tê liệt đại địa. Đế Thích Thiên nghe vậy liền yêu cầu Sát Tâm lui ra ngoài, những chuyện khác lão tử có an bài. Tiến vào trong mật thất, lão lập tức phân phối cho hai tên thuộc hạ bí ẩn truy đuổi đám người Đường Tam Tạng, cướp đoạt Vĩnh Hằng Chi Hỏa quay về. Về phía đám người Đường Tam Tạng, bọn họ vừa ngồi nghỉ ngơi, vừa tranh thủ chơi đùa. Vào ban đêm tê liệt đại địa sẽ càng nguy hiểm, để cho an toàn, Đường Tam Tạng quyết định sẽ đợi đến khi trời sáng rồi mới xuất phát. Trong lúc cả đám đang vui vẻ thì Ngạo Tuyết lại cảm thấy vô cùng phiền phức. Khi nghe Đường Tam Tạng hỏi thăm về chuyện ác chú bị hóa giải mà thực lực lại đột nhiên tăng mạnh, Ngạo Tuyết liền cho biết hắn từng được gặp rồng độc nhất vô nhị, chú thật nhỏ này có gì đáng ngại. Tử Vũ nghe được lời này liền hoảng sợ, trước đó nàng đã mơ được giấc mộng, tất cả mọi người đều bị một con rồng độc nhất vô nhị giết chết. Đường Tam Tạng cũng nghi ngờ nếu ác chú đã bị hóa giải, thực lực lại tiến bộ, vậy thì còn không có lý do gì để quay lại đây. Lão muốn biết rốt cuộc Ngạo Tuyết quay trở lại là muốn làm gì. Biết không thể nói rõ mọi chuyện được, Ngạo Tuyết đành viện cớ rời đi. Dù không biết lý do, vậy nhưng Đường Tam Tạng cũng đã có đề phòng, lão lập tức nói ra ám hiệu với Sa Ngộ Tĩnh. Đến nửa đêm, khi mọi người đã ngủ say, Ngạo Tuyết cũng hành động. Mục đích của hắn là đem Tiểu Vũ giao cho Cổ Lồng. Đáng tiếc là đúng lúc vừa định hành động thì đám yêu quái ở đây cũng đã trèo tới nơi, buộc Ngạo Tuyết đành phải chờ cơ hội khác bắt lấy Tiểu Vũ. Việc trước mắt là hô hào mọi người tỉnh dậy đối phó với đám yêu quái này. Nghe được lời kêu gọi, mọi người liền lập tức tỉnh dậy, sau đó chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vốn dĩ đám yêu quái vực sâu này bình thường chưa từng rời khỏi khe đất, bây giờ lại khác thường như vậy, chỉ sợ đã biến thành ám hồn. Bọn chúng liên tục tấn công, đám người Đường Tam Tạng cũng tra đòn liên tục. Lão vừa đánh vừa không quên nhắc nhở mọi người tập trung tinh thần bảo vệ Tiểu Vũ. Mặc dù thực lực đám này không quá mạnh, dễ dàng dùng một đòn là có thể hạ gục, tuy nhiên số lượng lại quá đông, muốn giết chết vô cùng khó khăn. Bạch Lang quyết định sử dụng lòng hồn thiêu đốt hết bọn chúng, cậu hóa thành bộ dạng một con rồng tấn công liên tục.
Cách này có vẻ hiệu quả hơn, tuy nhiên Bạch Lăng lại quên mất một điều quan trọng là bảo vệ Tiểu Vũ. Không có người bảo vệ, nàng ta nhanh chóng trở thành mục tiêu tấn công và bị bao vây. Đường Tam Tạng thấy nàng gặp nguy hiểm liền nhắc nhở, cũng may là Ngao Tuyết kịp thời hỗ trợ. Hắn sử dụng điện long hồn giải quyết hết mối nguy hiểm trước mặt. Đường Tam Tạng chứng kiến cảnh tượng mồi chiều giết địch cũng kinh ngạc, không ngờ sức mạnh của Ngao Tuyết đã đạt tới mức này. Lấy lại tinh thần, lão liền hạ lệnh cho Sa Ngộ Tĩnh động thủ. Sa Ngộ Tĩnh lập tức sử dụng ra kỹ năng, một kiếm vung ra để lùi vô số yêu quái. Ở trên cao, Ngao Tuyết chậm rãi quan sát tình hình, nhận ra mọi người đang tập trung giết địch mà quên mất Tiểu Vũ, hắn liền vui mừng. Hắn lập tức lao xuống rồi mang nàng ta rời đi. Đến khi mọi người phát hiện Tiểu Vũ mất tích thì đã quá muộn. Lúc này Đường Tam Tạng cũng không giấu nổi bình tĩnh. Trước đó lão cũng đã dự liệu trước, không ngờ Ngao Tuyết cuối cùng vẫn động thủ, việc cấp thiết lúc này là đuổi theo. Về phần Ngao Tuyết, hắn mang Tiểu Vũ đến một nơi bí mật. Hắn không ngờ bản thân mình ngờ ngờ ngang ngác cả đời, chuyện lớn đầu tiên làm lại chính là phản bội Đường Tam Tạng. Bây giờ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác nữa, chỉ cần Cổ Long nhận được tín hiệu sẽ lập tức từ Vân Ngoại Thiên chạy tới đây. Quả đúng là như vậy, sau khi phát tín hiệu đi, Cổ Long liền lập tức xuất hiện. Lão vô cùng vui mừng, không ngờ Ngao Tuyết lại đáng tin tới vậy. Ngao Tuyết chỉ tay về phía Tiểu Vũ, cô ta chính là hóa thân của Vĩnh Hằng Chi Hỏa. Việc đã làm xong, hắn liền đòi hỏi lão cũng trả lại Ngao Linh. Nhìn qua Tiểu Vũ một lượt, Cổ Long cũng gật đầu, đúng thực sự là hóa thân của Vĩnh Hằng Chi Hỏa. Lần này làm rất tốt, lão nên ban thưởng cho Ngao Tuyết. Tuy nhiên, Ngao Tuyết lại chỉ quan tâm tới an toàn của Ngao Linh. Cổ Long khẳng định chắc nịch, nếu đã nói thả thì tất nhiên sẽ thả, không cần sốt ruột. Con bé ở chỗ lão điều dưỡng còn rất không tệ. Lão tiến lại gần định tóm lấy Tiểu Vũ, vậy nhưng Ngao Tuyết lại nhanh chân đoạt lấy trước. Hắn yêu cầu thả người trước, nếu không sẽ ném cô ta xuống dưới. Tuy nhiên, Cổ Long lại không hề có chút hoảng sợ, thậm chí còn uy hiếp ngược lại. Lời lão nói, hắn chỉ cần phục tùng, đừng có chất vấn, càng đừng nghĩ tới rồi cho con nít nào đó. Cổ Long trực tiếp cướp lấy Tiểu Vũ từ trên tay Ngao Tuyết, sau đó bắt đầu hấp thu sức mạnh của Vĩnh Hằng Chi Hỏa. Chỉ cần làm xong bước này, thân thể lão sẽ được cứu, tới lúc đó lại có thể lần nữa quay về thế gian tự do tự tại. Tuy nhiên điều cả hai không ngờ được là Cổ Long lại bị sặc vì cát, và hóa ra thân thể Tiểu Vũ trước mặt là cát hóa thân do pháp thuật của Sa Ngộ Tĩnh biến thành. Tới đây thì Ngao Tuyết mới nhận ra bản thân mình đã bị Đường Tam Tạng tính kế, mà Cổ Long thì càng thêm tức giận, lão quay sang tra hỏi Ngao Tuyết rồi lấy Ngao Linh ra đe dọa. Ngao Tuyết muốn xin thêm một cơ hội nữa, vậy nhưng lời vừa mới dứt thì giọng nói của Đường Tam Tạng đã vang lên. Thì ra nguyên nhân cướp lấy Tiểu Vũ là bị người khác ép bức. Hắn nên sớm nói ra Đường Tam Tạng sẽ giúp hắn giải quyết. Sự xuất hiện của Đường Tam Tạng làm Ngao Tuyết kinh ngạc, trong khi đó Cổ Long thì vẫn bình thản. Người thế gian đúng là không biết trời cao đất rộng. Hai bên trao hỏi nhau một hồi, trong thời gian nói chuyện đó, Sa Ngộ Tĩnh đã hóa thân thành một con côn trùng rồi tiếp cận Cổ Long. Tức giận vì bị cản trở, Ngao Tuyết trực tiếp lần mặt, thậm chí còn cố gắng chọc tức Đường Tam Tạng, nhắc lão nhớ về nỗi đau trong quá khứ. Mục tiêu của Ngao Tuyết hiển nhiên là tiếp cận rồi định tấn công lão từ phía sau. Đáng tiếc là Đường Tam Tạng đã có chuẩn bị từ trước nên phản công trước. Ý định không thành, Ngao Tuyết tức giận, hắn bộc phát thực lực rồi lao tới solo tay đôi. Đường Tam Tạng thấy vậy cũng tuyên bố, nếu đã như vậy, lão cũng không khách sáo nữa. Ngao Tuyết nhanh chóng bị đấm cho hộc máu mồm. Điều này làm hắn giận dữ tấn công mạnh hơn. Đáng tiếc là không ăn được Đường Tam Tạng và bị lão bón hành liên tục. Ở bên ngoài quan sát, Tiểu Vũ lo lắng cho an nguy của Đại Pháp Sư. Vậy nhưng chữ bát giới thì lại cực kỳ tin tưởng. Sư phụ muốn đối phó Ngao Tuyết liền dư sức, có điều hình như ra tay hơi nặng. Đứng trên không quan sát, Cổ Long vô cùng thích thú. Trong lúc tập trung quan sát, Sa Ngộ Tĩnh cũng động thủ, hắn tạo ra một vòng lốc xoáy bằng cát bao vây Cổ Long vào bên trong. Vậy nhưng còn chưa rõ chuyện gì xảy ra tiếp theo thì phim đã chuyển cảnh tới thiên cung. Nơi này là nhà lao phụ đảo, nơi giam giữ những tội thần. Người bị giam ở đây chính là Chí Quốc Thiên, tướng quân phía đông thiên giới. Lý do khiến lão bị giam giữ chính là tự ý thả Như Lai. Ngày hôm nay lão có khách tới thăm, người tới là Côn Sa Môn Thiên, tướng quân phía bắc thiên giới. Côn Sa Môn Thiên hỏi thăm, thả tên phản đồ Như Lai kia đi, khiến bản thân rơi vào tình cảnh như vậy có đáng hay không? Chí Quốc Thiên nhanh chóng đáp lời, Như Lai không phải phản đồ, lão cả đời hành sự đều không thẹn với lòng. Lão tin rằng, Đế Thích Thiên đã thay đổi rồi, thiên giới đã bị ám hồn thâm nhập làm việc ác, bởi chúng chỉ chờ thời cơ tới, cần phải cẩn thận. Côn Sa Môn Thiên nghe vậy cũng kinh ngạc, không ngờ lại có chuyện này. Chí Quốc Thiên cảm khái, lão tự trách bản thân không sớm một chút ngăn cản, mới dẫn tới cục diện không thể cứu vãn như ngày hôm nay. Côn Sa Thiên Môn cũng tin tưởng, chắc là lão bạn già này đã biết cách ngăn cản, nếu không sẽ không liều chết thả đi Như Lai. Chí Quốc Thiên không phủ nhận, chuyện này chỉ có Như Lai mới có thể làm được, làm như thế nào thì lão không tiện tiết lộ. Vậy nhưng có câu nói khẳng định chắc nịch của Côn Sa Thiên Môn rằng sẽ không để cho ám hồn làm nguy hại tới thiên giới thì lão cũng yên tâm. Chuyện cần nói cũng đã nói, cần biết cũng đã biết, Côn Sa Thiên Môn liền quay trở về. Trước khi rời đi vẫn không quên nhắc nhở Chí Quốc Thiên cẩn thận, tự lo cho tốt, rất có thể Đế Thích Thiên sẽ xử lão.
So với cái chết, lão càng lo thiên giới sẽ sụp đổ hơn. Nhớ lại trận chiến 300 năm trước tại Phế Đô, Đế Thích Thiên và Atula Vương La Hầu từng có một trận chiến, có vẻ như kẻ chiếm được thế thượng phong chính là La Hầu. Nhìn thấy lão bản già gặp nguy hiểm, Chí Quốc Thiên phải lao tới giải nguy, cứu ra Đế Thích Thiên. Hai người bọn họ lập tức bỏ chạy. Đế Thích Thiên lúc này đã bị trọng thương nặng. Lần này thiên giới thương vong thảm trọng, lão tự nhận đã phán đoán sai tình thế. Hai người chậm rãi dắt tay nhau rời đi, tuy nhiên bọn họ nhanh chóng bị đám Atula đấu sĩ ngăn cản lại. Trong tình thế nguy cấp đó, Chí Quốc Thiên vẫn kiên quyết sẽ cố hết sức bảo vệ cho Đế Thích Thiên. Có thể nói rằng, giữa Chí Quốc Thiên và Đế Thích Thiên đã có một giai đoạn kề vai sát cánh vào sinh ra tử, cho nên lão không tin Đế Thích Thiên sẽ giết mình. Lúc này tại Thiên Cung, một tỷ nữ đang dọn dẹp phòng của Sát Tâm Quan Âm thì vô tình phát hiện ra một cuộn thánh chỉ bí mật. Nàng ta sau khi đọc xong liền kinh ngạc rời đi, sau đó lập tức chạy tới bẩm báo với Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên không quên hỏi lại cho chắc chắn. Dựa theo lời đối thoại ta biết được, Sát Tâm Quan Âm đang bắt đầu điều tra lại từ đầu vụ án cung nữ bị giết chết. Một tên nam nhân bí ẩn lên tiếng vì xử lý những kẻ vướng bận kia mà hắn trước đó đã hao phí không ít công phu. Lần này chẳng lẽ lại phải xử lý luôn Sát Tâm? Bây giờ Như Lai cũng bắt đầu hành động. Đế Thích Thiên cảm ứng được thanh kiếm của mình tại Phế Đô đã bị rút ra. Nếu đã như vậy thì chỉ rõ một con đường cho Sát Tâm. Tỷ nữ nghe xong liền vui mừng, nàng rất muốn nhìn thấy dáng vẻ Sát Tâm đại thần bị tra đạp. Trong khi đó, tên nam tử bí ẩn cũng cảm thấy thích thú, rốt cuộc cũng có cơ hội chơi đùa với hắn ta rồi. Nói rồi hắn liền tiến hành bắt cóc một nữ tỷ. Ở trong phòng, Sát Tâm Quan Âm cảm nhận được động tĩnh vừa xảy ra, hắn lập tức đi ra ngoài kiểm tra và phát hiện ra khí tức của ám hồn. Lần theo dấu vết, hắn rất nhanh đã tìm ra tung tích tên bắt cóc. Chỉ có điều, tung tích lại là do tên kia cố tình để lộ nhằm dụ dỗ Sát Tâm Quan Âm tới. Tên kia chẳng cần nói nhiều, người chết không xứng đáng được biết, cho nên gã nhanh chóng lao tới tấn công. Sát Tâm nhẹ nhàng né tránh, dù cho gã có liên tục tấn công thì cũng không thể làm khó được vị đại thần thiên giới này, thậm chí còn bị bón hành ngược lại sắp mặt. Đã khống chế được kẻ địch, Sát Tâm liềm ép gã khai ra lai lịch. Tên kia nghe về cố gắng chống trả đẩy lùi vị đại thần này về sau, rồi gã bắt đầu bộc phát thần hồn, huyễn hóa ra vô số công kích đánh về phía đối thủ. Sát Tâm thấy vậy vẫn thản nhiên bộc phát thần hồn, đánh ra vô số trường lực khổng lồ ngăn cản đòn tấn công từ tên ám hồn. Sau đó giáng xuống một trường thiên thủ phù đồ và cho tên kia lùi về sau. Gã ta thấy vậy đành phải tung ra tuyệt kỹ thiên trung ngăn cản, sau đó thừa cơ hội bỏ chạy giữ mạng. Mặc dù không giữ lại được người, vậy nhưng cũng đã có manh mối nhất định. Hắn dường như nhận ra chiêu thiên chu vừa rồi. Không ở lại thêm nữa, hắn tiếp tục truy đuổi, một đường đuổi tới nơi ở của Tam Nhãn thần tướng thì biến mất dấu vết. Ngay lập tức, Sát Tâm liền mở cửa đi vào tìm Tam Nhãn, vậy nhưng không thấy người ở đâu cả, chỉ thấy một cái xác của tỷ nữ đã chết khô. Nói chung là giết người cất xác quá lộ liễu. Càng trùng hợp hơn là tỷ nữ lại đúng lúc này chạy vào bẩm báo Đế Thích Thiên có việc cầu kiến. Lão nhắc tới chuyện ám hồn mới xảy ra, Sát Tâm nghe vậy cũng không giấu giếm. Đế Thích Thiên lại tiếp tục giả vờ như đã biết mọi chuyện. Việc thiên giới xuất hiện cùng nữ thị vệ mất tích tử vong, e rằng là do ám hồn gây nên. Chuyện tới nước này, lão sẽ nói cho hắn biết toàn bộ chân tướng. Thiên giới sớm đã bị ám hồn ẩn nấp, bởi chúng rất quen thuộc với hoàn cảnh của thiên giới. Vì chống lại ám hồn, lão vẫn luôn âm thầm chuẩn bị. Sát Tâm thắc mắc vì sao bây giờ lão mới nói cho hắn biết những chuyện này. Đế Tích Thiên liền lươn lẹo, lão làm như vậy là không muốn đánh rắn động cỏ. Những ám hồn này vô cùng giỏi ngụy trang, muốn phân biệt địch ta rất không dễ dàng, cho dù là người từng thần cận, từng tin tưởng cũng rất có thể là nội tâm sớm đã mục nát. Theo lão âm thầm điều tra mấy năm nay, có thể nói rằng từ thiên binh, cùng nữ, thậm chí cao tầng là thiên thần cũng có ám hồn tồn tại. Bây giờ lão chỉ tin tưởng vào Sát Tâm, những thiên thần khác làm cho lão vô cùng thất vọng, ngay cả Tam Nhãn thần tướng từng lập ra nhiều chiến công cho thiên giới cũng bị sa đọa rồi. Những lời này làm cho Sát Tâm kinh ngạc, hiển nhiên là hắn vẫn chưa biết Đế Tích Thiên chính là kẻ chủ mưu đứng đằng sau ám hồn. Lão tiếp tục xào ngôn, bọn chúng bây giờ quá ngông cuồng rồi, thiên giới nhất định phải phản kích. Phân phó xong, Đế Thích Thiên liền quay lại hàng ô của mình. Nơi này đã sớm tập trung nhiều người, cả nam lẫn nữ, tất cả đều là ám hồn. Ở giữa là thi thể của tỷ nữ vừa mới bị giết chết, toàn thân đang bị rút máu. Một tên trong số đó lên tiếng, hắn không muốn phải phiền phức như vậy, cứ trực tiếp giết chết Sát Tâm là được. Đế Thích Thiên cảm thấy thời cơ chưa tới, với lại, Sát Tâm cũng không đơn giản chút nào. Hơn nữa chỉ cần hắn còn đứng về phía của lão thì vẫn còn giá trị lợi dụng. Việc ám hồn xuất động, hắn nhất định sẽ không ngồi im mà không quản. Không cần bọn họ phải ra tay thì chúng thần thiên giới cũng sẽ tự động loạn bầy. Lão vô cùng hiểu rõ Sát Tâm, cho dù trong lòng hắn có nghi ngờ mình thì cũng sẽ làm việc theo mệnh lệnh, bởi vì hắn biết trách nhiệm bản thân đang gánh vác. Về phần Tam Nhãn thần tướng, hắn sau này cũng sẽ trở thành chướng ngại. Nếu có thể mượn tay Sát Tâm tiêu diệt Tam Nhãn thì quá tốt. Việc của bọn họ bây giờ là chờ đợi thời cơ thích hợp mà thôi. Lúc đó bóng tối sẽ hiện thân khống chế toàn cục. Nói rồi, cả đám cũng uống máu ăn mừng. Từ sau khi ở chỗ Đế Thích Thiên trở về, Sát Tâm vô cùng bất an.
bởi vì làm tròn trách nhiệm, hắn nhất định phải bắt giữ Tàm Nhãn thần tướng. Tàm Nhãn nghe vậy chậm rãi cầm thương bước ra ngoài. Trước khi cam chịu bị bắt thì hắn cũng muốn biết tội danh của chính mình. Sát Thâm đem chuyện hắn bị tố cáo là ám hồn nói ra, đồng thời trong phủ của hắn phát hiện thi thể cùng nữ bị ám hồn làm hại. Tàm Nhãn nghe vậy liền tức giận, hắn phủ nhận mọi chuyện. Mặc dù tin tưởng Tàm Nhãn, vậy nhưng chỉ cần là người bị tình nghi, Sát Thâm sẽ điều tra tới cùng, cũng không tiếc bất cứ giá nào. Mặc dù vô cùng tức giận, vậy nhưng thần tướng lại không thể động thủ, chỉ cần động võ là mọi chuyện sẽ khác, lúc đó nghi ngờ sẽ càng nhiều thêm. Hắn cho rằng việc bất chấp hậu quả bắt giữ vô số thiên thần của Sát Tâm đang làm suy yếu lực lượng của thiên cung, đây chính là đang chú ý của ám hồn. Sát Tâm cho biết bản thân mình tự biết điều này, hắn đã có tính toán, hai người bọn họ trước giờ một lòng vì công. Nếu như có oan khuất, hắn hy vọng Tam Nhãn hãy lấy đệ cục làm trọng. Nghe những lời này, Tam Nhãn cũng tha lòng, hắn tin tưởng những gì vị đệ thần này đang làm, cho nên đồng ý khoanh tay chịu trói. Đổi lại thì hắn hy vọng Sát Tâm biết rõ mình đang làm cái gì. Cả đám binh lính thấy thần tướng không có phản kháng liền thở phào nhẹ nhõm. May mà không phải giao chiến, nếu thực sự đánh nhau, bọn họ không chết thì cũng bị thương. Chuyện trước mắt đã hoàn thành, Sát Tâm lập tức phân phó đám binh lính toàn diện truy nã ám hồn, quét sạch thiên cung. Nghe lệnh mà làm, tất cả những người bị hoài nghi đều bị vây bắt. Một tên trong số đó vô cùng giận dữ, hắn phản kháng kịch liệt. Đám này sự oan thần tướng còn chưa đủ hay sao, ngay cả một kim cương nho nhỏ như hắn cũng không tha. Tên dẫn đầu thiên binh nghe vậy vẫn kiên quyết bắt giữ. Dù tên kim cương có trình bày như thế nào thì hắn cũng chỉ biết nghe theo lệnh của cấp trên mà thôi. Không chịu bỏ cuộc, tên kia lập tức muốn đánh nhau, vậy nhưng chưa kịp làm gì thì Sát Tâm đã xuất hiện ngăn cản và bắt giữ gã. Rất nhanh sau đó, tin tức hắn truy bắt người khắp nơi đã được đám thiên binh truyền tai nhau. Chỉ cần có người tố cáo là thiên binh lập tức có mặt bắt giữ, ngay cả tỷ nữ cũng không thoát khỏi nghi ngờ. Quảng Mục Thiên Vương, tướng quân phía Tây Thiên Giới vô cùng bất mãn những hành động của Sát Tâm. Ngay cả người của Tây Vương phủ của lão cũng giảm mắt, có phải là không coi lão vào mắt đúng không? Hắn ta nghe vậy liền thẳng thắn, chỉ là hắn làm việc trước giờ đều cùng chính nghiêm minh, hy vọng thiên vương hiểu cho. Quảng Mục vẫn tức giận, nghi ngờ thần tướng thiên binh thì thôi đi, ngay cả thị nữ cũng nghi ngờ, thật là quá đáng lắm rồi đấy. Bây giờ đã bắt hơn 1.000 thiên chúng, khiến tù lao phù đảo cũng sắp triệt kín rồi. Sát Tâm nghe vậy vẫn kiên định, thuật ngụy trang của ám hồn ngay cả hắn cũng không cách nào phân biệt, cho nên chỉ có thể hạ sách này. Lần này đành ủy khuất cho thiên vương, nói rồi hắn liền rời đi. Nhìn bóng hình Sát Tâm đi ra ngoài, Quảng Mục Thiên Vương cảm thán, thiên giới sớm muộn cũng sẽ bị hủy hoại trong tay hắn mà thôi. Trên đường trở về, hắn liền cảm thấy có gì đó không ổn nên lập tức đứng lại suy nghĩ. Vừa vặn Tôn Ngộ Không lúc này đã đột nhập thành công vào bên trong và đang ẩn nấp ngay bên trên đầu Sát Tâm. Cứ tưởng tên kia đã phát hiện ra mình, vậy nhưng ai ngờ rằng hắn đứng lại là để suy nghĩ những việc mình đã làm. Ngay khi Sát Tâm rời đi, Tôn Ngộ Không cũng không ẩn nấp nữa, cậu trực tiếp nhảy lên trên rồi tỏ vẻ thích thú. Thiên cung, Tôn Ngộ Không hắn lại trở về rồi. Ở các tập trước, nhóm người Đường Tam Tạng đã đụng độ Cổ Long, người đầu tiên động thủ là Sa Ngộ Tĩnh, hắn tạo ra một vòng lốc xoáy bao vây lão ta vào bên trong. Nhân cơ hội lão già bị khống chế, hắn liền nhanh tay định chộp lấy Ngao Linh. Đúng lúc sắp cầm đồ vào tay thì Cổ Long đã thoát khỏi vòng vây, lão nhanh như chớp lao lên túm đầu Sa Ngộ Tĩnh đập xuống đất liên tục. Lão cho biết mấy trò vặt như hóa thân phi trùng này cũng mơ tưởng giấu được ánh mắt. Kết quả là không những không lấy được Ngao Linh mà Sa Ngộ Tĩnh còn bị ăn hành sấp mặt. Vừa mới hạ gục được một kẻ thì kẻ tiếp theo là Chư Bát Giới cũng động thủ. Hắn vừa lao tới vừa không quên giới thiệu tên tuổi, đồng thời tuyên bố sẽ cho Cổ Long ăn một cào. Cứ như vậy, cây bồ cao trên tay Chư Bát Giới liên tục xoay vòng rồi bổ xuống người Cổ Long. Cổ Long nhanh tay sử dụng cây gậy của mình đón đỡ rồi ném Chư Bát Giới bay về phía Đường Tam Tạng, khiến hai thầy trò đụng nhau nằm ngã ngửa. Tới đây thì trận chiến tạm thời dừng lại. Ngao Tuyết nhìn thấy thế cục này vô cùng hoảng sợ. Đường Tam Tạng chậm rãi đứng dậy, bộ mặt tức giận. Suýt chút nữa là cứu được người rồi. Ngao Tuyết định bỏ đi vậy nhưng lập tức đụng độ Tiểu Vũ và Bạch Lang. Điều này làm hắn càng thêm hoảng sợ. Bạch Lang nhiệt huyết đầy mình, cậu ta cho biết tiếp theo đây phải cứu về bằng hữu của hắn, cho nên phải khổ chiến một trận rồi. Lời này làm cho Ngao Tuyết bất ngờ, rốt cuộc là tình huống gì đây? Dường như là đám người Đường Tam Tạng đã có chuẩn bị từ trước. Cổ Long lên tiếng, tiết mục sơ đồ đoạn tuyệt lão đã xem đủ rồi, bây giờ cũng nên hoạt động gần quân một chút. Thì ra mọi chuyện đã bị lão ta nhìn thấu, Đường Tam Tạng cố ý chọc giận Ngao Tuyết để thu hút sự chú ý, sau đó âm thầm để Sa Yêu hóa thân phi trùng tiếp cận mù toàn cứu đi Ngao Linh. Phương pháp rất tốt, chỉ tiếc là dùng sai đối thủ mà thôi. Dù là vậy thì lão vẫn cảm ơn đám người Đường Tam Tạng đã ra sức biểu diễn. Chí ít còn lừa được một thằng ngu, lời này chính là đang ám chỉ Ngao Tuyết. Đường Tam Tạng nghe vậy liền ra ý kiến khác, nếu đã không thể dùng trí, muốn cứu Ngao Linh thì chỉ có một cách là đánh bại lão ta rồi cướp người về. Ngao Tuyết nghe sư phụ chất vấn liền bối rối, hắn chậm rãi tiến lên, định đi theo phe của Đường Tam Tạng, vậy nhưng vừa mới bị Cổ Long liếc một cái đã hoảng sợ lùi lại. Cổ Long thế vậy liền tán thưởng, hiểu được kính sợ mới có tư cách sống sót. Bạch Lang nhận ra Ngao Tuyết thực sự sợ lão Long Nhân kia, mà bàn mặt của lão lại khiến Chư Bát Giới khó chịu.
Lão ta nghe xong vẫn mỉm cười, nếu chân thân của Vĩnh Hằng Chi Hỏa đã xuất hiện, vậy thì không cần thiết lãng phí thời gian nữa. Đường Tam Tạng nghe vậy liền tỏ vẻ hiếu chiến, thế thì tới luôn đi. Lời vừa dứt, các thầy trò cũng đồng loạt lao tới, Đường Tam Tạng và Chư Bát Giới tấn công cận chiến, ép cho Cổ Long phải giơ hai tay phòng thủ. Kế tiếp là Bạch Lang, cậu ta hồ biến ra long hồn rồi lao thẳng tới. Cổ Long nhanh chóng kêu gọi sấm sét, đồng thời điều khiển cây gậy của mình ngăn cản. Mặc dù lấy 3 đánh 1, thậm chí toàn là thanh niên trai trắng úp sập một lão già gầy gộc, và nhưng kết quả vẫn là bị lão già đẩy lùi. Lão cho biết, đám người Đường Tam Tạng đã quá chủ quan rồi, tất cả mọi người lỗ mãng tiến công sẽ chỉ thua càng nhanh hơn. Lão tiến lại gần Tiểu Vũ dọa cho nàng ta sợ chết khiếp. Tuy nhiên, đúng lúc cánh tay Cổ Long định bắt giữ nàng thì Sa Ngộ Tĩnh đã động thủ. Sa Ngộ Tĩnh sử dụng phép thuật của mình trói chặt hai tay lại một chỗ, sau đó rút kiếm lao lên. Cổ Long nhanh chóng phá tan khống chế xương ngăn cản. Mặc dù chỉ thoáng đẩy lui được lão già này về sau, vậy nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ khoảng cách và thời gian để cho Sa Ngộ Tĩnh mang Tiểu Vũ ra phía sau đám người Đường Tam Tạng. Lần nữa bị ngăn cản, Cổ Long tỏ vẻ rất không vui, lão đã bỏ quên mất tên Sa Yêu này. Dựa vào điểm yếu chống lại sẽ không có kết cục tốt, lời này chính là đang răn đe Sa Ngộ Tĩnh. Lão quay về phía Ngao Tuyết nhắc nhở, sau khi chuyện thành công sẽ tự khắc trả Ngao Linh lại cho hắn. Công việc của hắn bây giờ là chiêm ngưỡng sự vĩ đại chân chính của Long Nhân là được. Nói rồi, thân thể cũng bộc phát ra sấm sét. Ngao Tuyết chứng kiến cảnh tượng này thì nghẹn họng không biết nói gì. Đường Tam Tạng suy đoán kẻ có thể dọa được Ngao Tuyết thành bộ dạng này quả thật rất ít gặp, vậy nhưng lão vẫn tin tưởng Ngao Tuyết sẽ đứng về phía mình. Kế hoạch là Chư Bát Giới, Bạch Lang sẽ nghĩ cách giúp Đường Tam Tạng tới gần Cổ Long, chỉ cần có thể tới gần, dù là cưỡng đoạt cũng phải cướp về. Nói rồi, cả đám cũng lao lên, hai người tấn công trực diện buộc cho lão già phân tâm. Chỉ chờ có vậy, Đường Tam Tạng liền lao tới ôm chặt khiến lão ta không thể hành động. Nhân lúc đó, Sa Ngộ Tĩnh hiện ra đoạt lấy Ngao Linh, vậy nhưng bị một cú bộc phát thực lực của lão ta đánh bay đi. Cứ như vậy, lần lượt Chư Bát Giới và Bạch Lang đều lao tới cướp đoạt, vậy nhưng đều không thành công. Bị khống chế như vậy, Cổ Long cũng không quên cảnh cáo Đường Tam Tạng, không có long hồn cũng dám cứng rắn chống lại lôi điện của Long tộc, đúng là quá to gan. Đường Tam Tạng nhất quyết không chịu buông tay, ông kêu gọi Ngao Tuyết động thủ. Ngao Tuyết nghe vậy vẫn chần chừ, rất nhanh sau đó Đường Tam Tạng cũng đuổi sức, ông nhanh chóng bị Cổ Long túm cổ, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Dù như vậy thì ông ta vẫn cố chấp. Điều này làm cho Cổ Long tức giận, nếu đã như vậy, lão đành phải thành toàn, chết dưới thiên lôi cũng không tính là quá tệ. Ngao Tuyết thấy vậy liền yêu cầu Đường Tam Tạng buông bỏ cố chấp, sẽ mất mạng đấy. Nhìn thấy sự cố chấp đó, Ngao Tuyết tức giận lao lên định đấm vào mặt sư phụ. Tuy nhiên người bị ăn đòn lại chính là Cổ Long. Thì ra tên này miệng nói một đằng vậy nhưng lại làm một nẻo. Nhân lúc lão ta đang bị choáng váng, Sa Ngộ Tĩnh dùng phép huyễn hóa ra sợi xích khổng lồ quấn chặt lấy lão ra lại một chỗ. Ở đầu xích bên kia cũng đã buộc chặt một tảng đá khổng lồ. Chư Bát Giới nâng tảng đá lên rồi mỉa mày, chết dưới vực sâu vô tận cũng không tính là quá tệ. Hắn sẽ không khách khí tiễn lão một đoạn đường. Nói rồi, hắn ném tảng đá xuống dưới vực, thân thể Cổ Long cũng theo đó mà rơi xuống. Tới đây thì mọi người được thở phào nhẹ nhõm. Ngao Tuyết tỏ vẻ thất vọng, vậy nhưng sau khi nhìn thấy Ngao Linh trên tay Đường Tam Tạng, hắn liền vui vẻ, tình nghĩa thầy cho lần nữa được hàn gắn trở lại. Trong lúc bọn họ đang thả lòng vì đã thoát được một kiếp thì Ngao Tuyết đã lớn tiếng yêu cầu di chuyển. Hắn cho biết, đây chỉ có thể tạm thời ngăn cản Cổ Long mà thôi. Bọn họ cần phải thoát đi trước khi lão già quay lại, cả đám nghe vậy liền vội vã di chuyển. Theo kinh nghiệm, bọn họ không nên đi lại trên vùng đất này vào buổi tối, vậy nhưng bây giờ chẳng ai muốn quan chuyện đó nữa. So với yêu quái vực sâu thì Cổ Long rõ ràng đáng sợ hơn rất nhiều. Chư Bát Giới nghe vậy vẫn không quên khoác lác, nếu mà đánh thật, hắn cũng chưa chắc sợ lão già đó. Việc trước mắt cần làm là chạy thoát, lúc đó lão ta muốn tìm lại cũng không dễ dàng gì, dù sao mục tiêu của đám người Đường Tam Tạng cũng đã đạt được. Ngao Tuyết tò mò hỏi thăm chuyện ban nãy, Đường Tam Tạng nhớ lại, từ sau lần chào hỏi ông đã cảm thấy hắn có vẻ mờ ám nên đã xa ám hiệu với Sa Ngộ Tĩnh. Lực là ám hiệu của bọn họ, đột nhiên sử dụng ám hiệu tất có tình trạng đặc thù. Lão suy đoán mục tiêu của hắn là Tiểu Vũ, mặc kệ là có ý gì thì cũng phải nhớ kỹ rằng bản tính của hắn không xấu, phạm sai lầm không phải đáng sợ nhất mà là ngu ngốc. Cho nên vào lúc yêu quái trong vực sâu đi lên, bọn họ đã đánh cháo Tiểu Vũ. Lúc này bọn họ cũng đã di chuyển được một đoạn khá xa, vậy nhưng Sa Ngộ Tĩnh vẫn nhắc nhở không nên chủ quan. Hắn cảm nhận được xiềng xích pháp thuật đã bị phá vỡ. Lão ta rơi không đủ sâu, phải sâu hơn một chút mới có thể rơi xuống một thế giới khác, không thể quay đầu. Vừa nói tới đây, mặt đất lập tức rung động, ngay sau đó một cột lốc xoáy có kèm theo sấm chớp hiện lên. Rất nhanh sau đó, Cổ Long cũng xuất hiện, bộ mặt vô cùng tức giận. Lão cho rằng bản thân mình đã quá nhân từ rồi, lui khỏi vân ngoại thiên quá lâu, lâu tới mức làm người đời quên đi kính sợ. Nhất là Ngao Tuyết, lão từng cứu hắn một mạng, vậy mà bây giờ lại phản bội, đẩy lão vào vực sâu. Lão từng nói rằng, kẻ phản bội ta sẽ chết rất thảm. Ngao Tuyết nghe xong liền lấy hết can đảm nói ra, dù sao bây giờ Ngao Linh đã được cứu ra, hơn nữa bọn họ có 6 người, cùng lắm thì liều một mạng. Đường Tam Tạng nhanh chóng chen vào cuộc nói chuyện. Ngao Tuyết là người của ông, vậy mà lão lại kêu hắn đối phó với đồng bạn, như vậy mới gọi là phản bội.
huống hồ lão muốn thôn phệ vĩnh hằng chi hỏa, có phải cần được bản thân cô ta đồng ý hay không? Tiểu Vũ nghe vậy nhanh chóng đứng ra tuyên bố, lão muốn ăn nàng, đó chính là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên ngòm. Những lời này làm cho cô lòng tức giận, quả nhiên phải đích thân lão ra tay mới xong chuyện. Vậy thì sẽ để cho bọn họ xem thử thế nào mới là sông chân chính. Nói rồi, lão ta cũng bộc phát thực lực, tạo ra gió lốc cuốn bay mọi thứ xung quanh. Cảm thấy không ổn, Ngao Tuyết lập tức lao tới, sử dụng long hồn tặng cho đối thủ một đấm sấm sét vào ngực. Đáng tiếc là chiêu này không có chút tác dụng, sức mạnh của hắn cũng là do cổ long ban cho. Hơn nữa, lão còn là tổ tông của lôi điện, ở trước mà dùng chiêu này mới đúng là không lượng sức. Rất nhanh sau đó, Ngao Tuyết cũng bị ăn hành ngập mồm. May mà có chư bát giới hỗ trợ kịp thời, kết hợp với Sa Ngộ Tĩnh căn thời gian đánh lén vậy nhưng đều vô dụng. Nhân cơ hội lão chủ quan, Đường Tam Tạng lập tức xông tới tặng cho đối thủ một cú đấm bay ra sàm. Tới đây thì gió xoáy cũng ngừng lại, chỉ có điều vừa mới ngăn cản được cổ long thì lại tới lượt ám hồn xuất hiện. Cả đám còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã phải đứng dậy chuẩn bị nghênh địch. Chuyện cảnh phim, tại hang ổ của Đế Tích Thiên, cả đám đang vô cùng vui mừng. Sát tâm đang truy nã ám hồn quy mô lớn ở thiên giới, kể cả thần tướng. Phần lớn thiên chúng có thực lực đều bị giam giữ. Sau khi chuyện thành công, Đế Tích Thiên sẽ tự tay giết chết hắn. Chờ sau khi đám thiên thần ở trong tù lao này hoàn toàn biến mất, thì cũng tới lúc biến thiên cung thành một màu tối tăm. Cùng lúc này, Tôn Ngộ Không đã đột nhập vào bên trong nhà giam, nơi đang giam giữ Tam Nhãn Thần Tướng. Nhìn dáng vẻ khổ sở của hắn, Tôn Ngộ Không vô cùng thích thú. Cậu nhanh chóng nhảy tới trước mặt Sơn Miềm Mày. Lúc ở thiên cung nhìn thấy bọn họ bắt người nên cậu liền tới đây xem thử có tên nào bị xui xẻo. Không ngờ rằng kẻ trung thành số một thế giới như Tam Nhãn thế mà cũng thành tù nhân. Nhìn vào tên tiểu tử đang chế nhạo này, Tam Nhãn liền cảm giác được một sự quen thuộc. Vậy nhưng mà hình dáng lại quá trẻ trâu. Tôn Ngộ Không nghe hỏi thăm liền nói ra lai lịch của mình. Tới đây thì Tam Nhãn cũng rõ ràng mọi việc, đại yêu sáng thế quả như là Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên bây giờ cậu đã trùng sinh, vậy nhưng mối thù chặt đầu năm đó vẫn còn nhớ dài lắm. Hay là bây giờ tính toán rõ ràng nợ nần một lượt luôn. Nói rồi, cậu cũng vung gậy định bổ nát đầu Tam Nhãn, tuy nhiên cậu ta lại ngưng chiều giữa chừng. Hành động dừng lại này khiến hắn ngạc nhiên, cậu thăng thắn cho biết, việc thừa nước đục thả câu, chuyện đi thì không hay. Mặc dù hai bên có ân oán khá rõ ràng, vậy nhưng giữa hai người lại có một điều gì đó kết nối với nhau. Tam Nhãn nhắc nhở, bất luận cậu tới thiên cung là có mục đích gì. Vậy nhưng tình hình bây giờ rất phức tạp, thức thời thì nên mau chóng rời đi. Tôn Ngộ Không nghe vậy vẫn bình thản, cậu sớm đã có chuẩn bị, nào có dễ dàng bị bắt như vậy. Hắn bây giờ cứ từ từ ngồi tù đi, nếm trải mùi vị của cậu trước đó bị đám thiên cầu cầm tù. Tam Nhãn nghe xong vẫn kiên quyết, hắn tin tưởng sát tâm, cho nên hắn vẫn ngồi ở đây chỉ là tạm thời mà thôi. Tôn Ngộ Không tiếp tục chạy tới nơi khác, tất cả tù lao đều có người, chắc là thiên chúng đều bị bắt đi rồi. Đột nhiên cậu nhìn thấy vị trí giam giữ chỉ quốc thiên chuyển động. Thì ra người đang làm điều này chính là Đế Thích Thiên. Nhìn thấy lão bạn già xuất hiện, chỉ quốc thiên cũng chẳng ngạc nhiên, lão biết người bạn già này nhất định sẽ tới, bản thân đã chờ rất lâu rồi. Đế Thích Thiên cho biết mình đến vì những chuyện đã xấu, việc nhốt chỉ quốc thiên cũng là bất đắc sĩ. Hôm nay tới đây là để giải thích đầu đuôi mọi chuyện. Chỉ quốc thiên nghe vậy liền chủ động tiến lên, lão vẫn luôn chờ đợi ngày này, dẫu sao hai người bọn họ cũng là những người bạn vào sinh ra tử. Trận chiến 300 năm trước, Đế Thích Thiên vẫn còn nhớ rất rõ, lúc đó tuy bản thân đã gần cạn kiệt sức lực. Vậy nhưng lão vẫn có thể chém giết nhiều tên đấu sĩ Atula tộc, buộc cho La Hầu phải xuất hiện. Thấy vậy, Đế Thích Thiên liền bộc phát thần hồn rồi lao lên. Đáng tiếc là sức mạnh của La Hầu quá lớn, may mà có Chỉ Quốc Thiên kịp thời xuất hiện giải nguy cứu được một mạng. Kết thúc đoàn hồi tưởng, lão ta lập tức tháo bỏ xiềng xích trên người Chỉ Quốc Thiên. Năm đó là trận chiến vô cùng gian nan, may mà cả hai đều đã sống sót. Đế Thích Thiên nghe vậy liền phủ nhận, thực ra lão không có, vẫn luôn không thể nào gắng gượng được. Chính sai lầm phán đoán của lão đã khiến cho vô số thiên binh thiên tướng ra đi, mà cơ thể cũng bị Atula chém bị thương, mãi mãi không thể khôi phục lại. Lão cảm thấy bản thân mình không có năng lực để dẫn dắt thiên chúng nữa. Những lời này làm cho Chỉ Quốc Thiên đồng cảm, Đế Thích Thiên nói tiếp, lão chỉ muốn dựa vào sức mạnh của mình để vượt qua. Nói tới đây, lão liền bộc phát thực lực rồi cho biết. Sau khi bị thương liền phát hiện ra một phương pháp rũ bỏ tất cả đau khổ, đó chính là không chút kiêng kỵ thoát ra khỏi tất cả sự trói buộc, truy lạc chính là niềm vui thực sự. Chỉ Quốc Thiên nhận ra mối chốt là vì thanh kiếm đó, thanh kiếm chính nghĩa đã rơi ở chiến trường Atula. Lão có thể đi lấy thanh kiếm đó quay về, giải phóng thứ mà Đế Thích Thiên đã bỏ quên. Tuy nhiên, Đế Thích Thiên lại thẳng thắn từ chối. Chỉ Quốc Thiên nghe vậy liền bộc phát thực lực chuẩn bị nghênh chiến. Lão từng nói rằng mình và ám hồn là hai thế lực khác nhau, lời này hiển nhiên là lão muốn quyết chiến một trận ở đây. Vậy nhưng Đế Thích Thiên lại nói không, bà cho rằng người bạn già đã hiểu lầm rồi. Việc thẳng thắn nói ra mọi chuyện là để cho Chỉ Quốc Thiên biết rằng còn một cách không cần lấy lại thanh kiếm. Ám hồn già truy lạc vẫn có cách thức chuộc tội. Lão ta định tiến vào điện Tam Thanh để loại bỏ tội ác trong quá khứ. Trải qua lần này, lão sẽ không còn tư cách đảm đương người đứng đầu thiên chúng nữa,
cho nên hy vọng Trì Quốc Thiên thay thế đảm nhận. Những lời đó làm cho Trì Quốc Thiên mềm lòng, đáng tiếc là Đế Thích Thiên sớm đã tính toán trước điều này. Lão biết dù như thế nào thì Trì Quốc Thiên cũng không rời bỏ mình, mà đây cũng chính là điểm yếu chí mạng. Nói tới đây, Đế Thích Thiên trực tiếp bẻ gãy bàn tay của Trì Quốc Thiên, sau đó tặng cho người bạn xà mấy thanh kiếm xuyên người. Điều này làm cho Trì Quốc Thiên cũng không ngờ được. Muốn giết chết thiên thần có cấp bậc như lão là một chuyện rất khó khăn. Đáng tiếc là Trì Quốc Thiên lại đặt niềm tin nhầm chỗ, tin vào ám hồn. Lão ta cho rằng cho dù là loại thiên thần có được địa vị và được tôn sùng như hai người thì cũng sẽ bị thất tình lục dục quấy rối thôi. Chỉ khi trở thành ám hồn mới vứt bỏ hết những thứ mệt mỏi này. Đối phương hoài niệm quá khứ, vậy nhưng thứ lão thực sự muốn lại là một tương lai hoàn toàn mới. Đồng thời khẳng định chắc nịch rằng Trì Quốc Thiên sẽ không có cơ hội nhìn thấy. Nói rồi lão cũng xuất kiếm định tiễn người bạn già về với đất mẹ. Đáng tiếc là hành động này bị Tôn Ngộ Không ngăn cản. Sự xuất hiện đột ngột này làm cho cả hai cũng ngạc nhiên. Tôn Ngộ Không trực tiếp lên tiếng mắng chửi Đế Thích Thiên, trong khi đó Trì Quốc Thiên lại cảm thấy thán phục. Mặc dù bề ngoài có thay đổi, vậy nhưng cuồng khí yêu này chắc chắn không thể nhầm được. Lão không ngờ rằng cậu lại có thể đi xuyên qua âm giới và tái sinh, thực sự không thể tin nổi. Đế Thích Thiên nhanh chóng quay lại đe dọa, lần này tới đây để nộp mạng hay sao? Tôn Ngộ Không nghe vậy liền thẳng thắn đáp trả lại. Lần này ông đây tới thiên giới là để đập nát mặt nạ của lão già. Ngoài miệng thì nói chính nghĩa nhân ái, thực ra lại là ám hồn ăn thịt hút máu người. Bảo đám người Đường Tam Tạng đi lấy Vĩnh Hằng Chi Hòa là vì sự ích kỷ của lão tàm. Tức giận vì bị sỉ nhục, Đế Thích Thiên lập tức động thủ, phóng ra vô số thanh kiếm định biến Tôn Ngộ Không thành con nhím. Tôn Ngộ Không nhanh chóng né tránh rồi thách thức, muốn đánh nhau, cậu hoàn toàn không sợ. Rất nhanh, hai người cũng tiếp tục động thủ, một bên ở lại chỗ xuất kiếm, Tôn Ngộ Không vừa ngăn cản vừa mỉa mai. Không ngờ được là lão gia này lại mang theo nhiều kiếm như vậy, rốt cuộc có biết mệt hay không, đáng tiếc là quái chậm, ngay cả một sợi lông cũng không thể chạm tới. Cảm thấy không thể làm được gì tên tiểu tử này, thậm chí còn suýt bị một gậy bổ xuống đầu. Đế Thích Thiên quyết định chơi lớn bằng cách sử dụng kiếm trận. Vô số thanh kiếm cứ liên tục được tung ra, liên miên không dứt, đẩy Tôn Ngộ Không vào thế khó. May mắn là Trì Quốc Thiên đứng dậy, sau đó dùng chút sức lực còn lại tặng cho lão ra một đấm vào mặt khiến thân thể bay đi. Làm xong chuyện, thân thể của lão cũng ngã xuống. Tôn Ngộ Không nhanh chóng chạy tới rồi mang theo Trì Quốc Thiên rời đi. Sau khi thoát ra, Đế Thích Thiên tỏ vẻ vô cùng tức giận. Vậy nhưng lão vẫn tự tin rằng bọn họ không thể thoát khỏi thiên giới. Việc Tôn Ngộ Không xuất hiện cũng tốt, vừa hay có thể trở thành một quân cờ. Hiện tại đám thiên chúng có khả năng uy hiếp đã bị bắt giam vô số, cho nên phù đảo tu lao này không cần thiết tồn tại nữa. Lời này hiển nhiên là Đế Thích Thiên muốn phá hủy nhà lao, đồng thời chôn luôn những thiên binh thiên tướng bị giam giữ. Rất nhanh sau đó, chuông báo động cũng vang lên liên hồi. Cả đám thiên binh lẫn thiên tướng nhận ra đây là tiếng chuông của tháp đồng môn, thông báo kẻ địch xâm phạm. Ngay lập tức, thiên binh cũng được điều động tới. Cùng lúc này, Tôn Ngộ Không đã đưa Trì Quốc Thiên tới nơi an toàn. Lão nhắc nhở, Đế Thích Thiên đã bắt đầu kế hoạch của hắn rồi. Hành động của cậu ở thiên giới nhất định phải cẩn thận hơn. Tôn Ngộ Không nhanh chóng trấn an, kêu lão bây giờ cứ ở đây nghỉ ngơi, bản thân cậu phải đi làm một việc quan trọng. Nói rồi, cậu lập tức rời đi, đường đường chính chính xông ra ngoài và bị vô số thiên binh truy đuổi. Càng bị bao vây càng làm cho cậu ta thấy thích thú. Lần này cuối cùng cũng có chút thú vị rồi, giống như 3 năm trước vậy. Sát Tâm Quan Âm xuất hiện hỏi thăm tình hình, hắn phân phó, nhiệm vụ cấp bách trước mắt là đưa những người không thể tác chiến rút lui an toàn. Tuy nhiên Đế Thích Thiên lại phản đối, lão yêu cầu truy bắt yêu hầu. Việc bị một tên yêu hầu làm cho loạn cả lên sẽ ảnh hưởng tới uy nghiêm thiên giới. Sát Tâm nghe vậy liền phân phó dốc toàn lực truy bắt Tôn Ngộ Không, nếu cần thì đích thân hắn sẽ ra tay. Về phía Tôn Ngộ Không, cậu lúc này vẫn miệt mài chơi đùa với đám thiên binh. Dù lớn hay nhỏ thì cũng đều bị một gậy đập cho ngã ngửa. Đối mặt với đám mưa tên đang lao tới, cậu ta chỉ cần sử dụng ra kim cương bất hoại liền dễ dàng ngăn cản. Có thể nói rằng, thế trận bây giờ hoàn toàn nghiêng về phía Tôn Ngộ Không. Đám thiên binh lao lên bao nhiêu thì bị đập cho tơi tả bấy nhiêu. Một gậy vung ra lại cho một đứa nằm ngã ngửa, buộc cho một tên kim cương phải xuất thủ. Tôn Ngộ Không thấy tên này xuất hiện liền vui mừng, cuối cùng cũng có một tên ra sáng. Hai bên đánh nhau vài chiều, sau đó lần lượt từng vị kim cương trong 8 đại kim cương của thiên giới cũng đồng loạt xuất thủ. Nhân lúc tên tiểu tử này bị khổn tiền sách của Bạch Tịnh Thủy trói buộc, hai tên kim cương thân hình to con vạm vỡ lập tức lao lên định bón hành cho cậu. Đáng tiếc là bọn hắn chưa kịp làm gì thì đã bị đánh bay ra xa. Lúc này Tôn Ngộ Không đã trở lại bộ sang đại viên hồn, sau đó vỗ ngực gào thét. Nhớ lại lời sư phụ đã dạy, đối đãi người khác không thể quá bạo lực. Nếu đã như vậy, cậu sẽ nhẹ nhàng một chút. Hai tên to sắc nhanh chóng bị đánh bay đi, sau đó cậu đẩy lui mấy tên kim cương còn lại rồi lấy ra kim cô bồng quẩy một trận, đập phá vô số phi thuyền cùng kiến trúc của thiên cung. Làm xong chuyện, cậu cũng không quên khoe khoang bản thân chính là Tề Thiên Đại Thánh.
thiên thần nào không sợ chết cứ nhào hết qua đây. Chứng kiến sự tức giận này, mấy tên thiên thần cũng thắc mắc. Chẳng lẽ yêu hầu đến là vì báo mối thù 300 năm trước? Bạch Tịnh Thủy Kim Cang cho rằng tuyệt đối không đơn giản như vậy. Tôi Ngộ Không rõ ràng có vô số cơ hội để giết chết bọn hắn, vậy nhưng bây giờ lại cố tình gây chú ý. Bị khiêu khích trắng trợn, Quang Mục Thiên Vương không thể ngồi yên nữa. Lão lập tức ra sân, đồng thời không quên tuyên bố hôm nay phải cho tiêu tử này nhìn thấy gầm thét của uy nghiêm thiên giới. Lão lấy ra pháp bảo của mình là nhiều chiếc trống, sau đó giáng một đòn công kích cực mạnh vào nó nhằm tạo ra một đợt sóng âm đẩy lùi cậu ta về sau. Tôn Ngộ Không nhanh chóng mỉa mai, cái được gọi là thiên giới gầm thét này không khác gì gió nhẹ thổi qua. Lúc này Đế Thích Thiên cũng lên tiếng, lão tỏ vẻ bộ dạng cao thượng, vốn là kỳ vọng cậu dùng thân phận đại yêu gia nhập thiên giới, tạo phúc cho chúng sinh. Đáng tiếc là tên này lại nhiều lần chống đối thiên giới, không biết hối cải. Cho nên lão phải trừng trị yêu hầu, cầm tù Tôn Ngộ Không cho tới vĩnh viễn. Cậu ta nghe vậy cũng không khách khí, bộ dáng của lão già này đúng thật là khiến cho người ta buồn nôn, có bản lĩnh thì đánh với nhau một trận. Nói rồi Tôn Ngộ Không cũng lao lên, tay cầm vũ khí định bổ nát đầu Đế Thích Thiên. Tuy nhiên lão già được gọi là Tăng Thiên Trưởng, Nam Phương tướng quân đã xuất thủ ngăn cản. Lão mở ra thiên cơ hộp, sau đó ném ra một kiện bảo bối. Nó huyễn hóa thành vô số con thiết tuyến phi tàm, mỗi con đều được nối với nhau bằng một sợi dây. Tất cả nhanh chóng bay xung quanh Tôn Ngộ Không, xếp thành một tấm lưới trói cậu ta lại, càng dãy giụa nó càng thắt chặt hơn. Sau khi đã khống chế cứng yêu hầu, Quang Mục Thiên Vương liền xuất thủ. Sau đó đánh ra một đòn cực mạnh vào người Tôn Ngộ Không khiến cậu ta bay đi. Nhìn toàn cảnh, thiên cung bây giờ đã bị đập nát tả tơi, chẳng khác gì bãi chiến trường đổ nát. Mấy tên kim cang lập tức lao tới tấn công. Cứ tưởng Tôn Ngộ Không sẽ bị ăn một tả hành vào mặt, vậy nhưng tiểu tử này lại lươn lẹo hơn dự tính. Cậu đột nhiên thoát ra khỏi tấm lưới rồi mỉa mai, chỉ bằng mấy con trùng nhỏ này cũng mơ tưởng về khốn được mình. Sau khi đổi lui hai tên kim cang to xác, cậu liền rõ ràng tuyên bố. Đám người các người ở thiên giới bắt loạn ám hồn là tầm bậy hết, bản thân Đế Thích Thiên mới chính là thủ lĩnh ám hồn. Lời này được thốt ra lập tức khiến cả đám bên giới hoảng hốt, đồng thời thắc mắc, không rõ rốt cuộc là thật hay là giả. Vậy nhưng thay vì tin tưởng Tôn Ngộ Không thì bọn họ vẫn đặt niềm tin vào Đế Thích Thiên. Sát Tâm Quan Âm nghe vậy cũng chủ động ra mặt, cho rằng cậu quá làm càn rồi, nên hắn lập tức lấy ra bảo bối Linh Lung Bát Tuyệt Kính giam giữ cậu vào bên trong. Thành công thu phục yêu hầu, Sát Tâm liền giao cho Đế Thích Thiên xử lý. Đế Thích Thiên vui mừng, cuối cùng thì tên tiểu tử này vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay của lão. Sát Tâm lên tiếng, bây giờ đã hàng phục được yêu hầu, quân đội và chiến thuyền còn lại chờ chỉ thị rút lui. Đế Thích Thiên nghe xong cảm khái, cho rằng Sát Tâm Quan Âm thực sự không hổ là hộ pháp xứng chức nhất thiên giới. Có hắn ở đây, bất cứ chuyện gì cũng không cần lão phải phiền não. Quả thực là không ai có thể thay thế được hắn. Vậy nhưng mà chuyện rút lui thì không cần phí tâm nữa. Chiến thuyền của thiên giới toàn bộ đã bị lão trừng dụng, bọn họ có chuyện quan trọng hơn phải làm. Quang Mục Thiên Vương nhanh chóng cảm thấy những chiến thuyền này có gì đó khác lạ, mà Sát Tâm cũng nhận ra có gì đó không đúng. Đế Thích Thiên lại nói tiếp, bản thân lão muốn gây dựng lại thiên giới mới, thiên vương mới, thần tướng, kim cang đều sẽ sinh ra từ bóng tối. Nói tới đây, những người trên chiến thuyền cũng trực tiếp lao xuống bên dưới. Bọn họ lần lượt là ám ảnh thần tướng, thiên dị tình, ám ảnh thiên vương, địa sát tình, ám ảnh thiên vương, địa cuồng tình. Sự xuất hiện của bọn họ làm cho Quang Mục vô cùng bất ngờ, lý nào lại như vậy, ám hồn vậy mà lại có thể nghênh ngang xuất hiện trên thiên giới. Lão kêu gọi Côn Sa Môn Thiên chuẩn bị nghênh chiến. Đáng tiếc rằng Côn Sa Môn Thiên cũng là người của ám hồn. Đế Thích Thiên lại phát biểu, ám hồn trong quá khứ vẫn luôn là chuyện thiên giới căm hận tới xương tủy. Vậy nhưng mà thời thế thay đổi rồi, thiên thần cũng có thể có diện mạo mới. Nói rồi, lão cũng bộc lộ rõ bộ dạng thật của mình, sau đó tuyên bố lấy danh xưng ám ảnh thiên đế, sáng tạo thịnh thế mới cho thiên giới. Rất nhanh, bóng tối đã bao trùm ra khắp thiên cung, tới đây thì đám thiên binh mới nhận ra những gì Tôn Ngộ Không nói là chính xác. Những người có ham muốn, có thất tình lục dục, lập tức bị luồng khí tức hắc ám làm ảnh hưởng và đi theo phe ám hồn. Đế Thích Thiên quay về phía Sát Tâm khuyên giải, hắn vẫn có thể tiếp tục làm việc cho lão. Tỷ nữ thân thiết nhất của Sát Tâm cũng chạy ra cầu xin, nàng thực sự rất thích hắn. Chỉ cần hắn trở thành bóng tối như bọn họ, vậy thì nàng sẽ có thể ở bên cạnh Sát Tâm đại thần mãi mãi. Nàng hy vọng hắn đừng phản kháng, cùng xa đọa với nhau đi. Sát Tâm nghe xong liền thở dài, đồng thời cất giọng nói dõng dạc. Đã từng có một thời gian hắn nghi ngờ Như Lai thường hay nói, chức trách của thiên thần chính là bảo vệ chính đạo thế gian. Chính đạo chính là một loại giá trị không thay đổi theo thời đại. Cho dù mây đen đôi lúc che khuất bầu trời, vậy nhưng những thứ đen tối không thể thay đổi thành trắng. Đây là giá trị và tín niệm không đổi trong lòng mỗi một thiên thần. Ám hồn chính là loại không có phẩm cách. Nghe được những lời đó, đám binh sĩ lẫn Quang Mục Thiên Vương liền vui mừng, sĩ khí lần nữa tăng lên. Đế Thích Thiên cảm thán, kết cục của phản đồ chống lại lão chính là bị thành chủ.
Lời vừa mới dứt, tất cả ám hồn đều đồng loạt động thủ. Đám thiên binh thế vệ cũng hô hào cùng nhau thể sống thể chết bảo vệ chính đạo thế gian. Đáng tiếc là thực lực bọn ám hồn này quá mạnh, còn phía thiên thần, những người có thực lực mạnh đều đã bị nhốt vào đại lao và bị trôi giạt ra bên ngoài thiên ngoại thiên. Trận chiến này chẳng khác nào là một trận đồ sát, thiên chúng chết như rơm rạ, thế cục hoàn toàn nghiêng về phe ám hồn. Kẻ bước ra khiêu chiến của Mục Thiên Vương là tên Địa Sát Tinh, ở nơi khác mấy tên Kim Cang cũng bị bao vây. Bất kể bên ngoài xảy ra một trận gió tanh mưa máu thì Sát Tâm vẫn giữ được bộ mặt điềm tĩnh. Đột nhiên từ phía sau xuất hiện tên Thiên Cang Tinh đánh lén, chỉ có điều Sát Tâm sớm đã có chuẩn bị, thân hình nhanh như chớp biến mất rồi xuất hiện ở nơi khác. Lần trước Thiên Cang Tinh bị đánh cho sấp mặt, cho nên lần này hắn vô cùng sốt ruột muốn báo thù. Hắn lập tức lao tới, định băm vị đại thần này thành trăm mảnh. Đáng tiếc là chưa kịp làm điều này thì đã bị Kim Cô Bồng đánh bay đi. Tới đây thì mọi chuyện đã rõ ràng, chuyện Tôn Ngộ không bị trấn áp, hoàn toàn là đang biểu diễn mà thôi. Mục đích chính là dụ Đế Thích Thiên hiện nguyên hình. Rất nhanh sau đó, thân hình Tôn Ngộ không lại xuất hiện, cổ sóng giặc nói ra lai lịch của bản thân. Tạm gác chuyện tại Thiên Cung qua một bên, chúng ta sẽ quay lại với thầy trò Đường Tam Tạng. Ở phần trước, bọn họ đã đụng độ phải Cổ Long. Dưới sự hợp lực, các thầy trò cuối cùng cũng tạm thời đẩy lui được lão già. Tuy nhiên, bọn họ bây giờ lại phải đối mặt với mối nguy hiểm khác, đó là đám yêu quái vực sâu. Đường Tam Tạng cho biết, bọn chúng không cướp được Tiểu Vũ chắc chắn sẽ không buông xuôi. Rất nhanh sau đó, Cổ Long cũng đứng dậy, bộ dạng vô cùng tức giận. Là lão đã xem thường đám người Đường Tam Tạng rồi, vậy nhưng chút sai lầm nhỏ này sẽ không xảy ra lần nữa đâu. Nói tới đây là bắt đầu ngưng tụ thực lực. Trong lúc đó, đám yêu quái vực sâu cũng bắt đầu tấn công ồ ạt. Các thầy trò đành phải bỏ qua mối nguy đến từ Cổ Long để chuyển sang đánh giết yêu quái. Tuy bọn này rất đông vậy nhưng thực lực lại khá yếu nên dễ dàng bị giết chết. Một vài tên còn lao tới định úp sát Cổ Long, đáng tiếc chưa kịp làm gì thì đã bị lão giật xét cho nát người. Lão lên tiếng mỉa mai, phàm trần chính là như vậy, đầu đầu cũng là bọn sinh linh thấp hèn dơ bẩn chứa đựng sự xấu xa. Đường Tam Tạng thẳng thắn đáp lại, nếu phàm trần đã không thích hợp với rồng vậy thì cút đi. Ông chủ động lao tới, Cổ Long thế vậy liền nhảy lên không trung, sau đó liên tục bộc phát ra khí tức, toàn thân tràn ngập lửa nóng. Lão cho biết, dám thách thức Trần Long là sai lầm lớn nhất của chúng sinh, hôm nay lão sẽ dùng thiên lôi rửa sạch phàm trần. Nói tới đây, Cổ Long phóng xuống vô số ngọn lửa khiến đám người Đường Tam Tạng phải chật vật né tránh. Nếu chẳng may ăn một cái là xác định trở thành món thịt nướng. Chứng kiến khung cảnh hỗn loạn trước mắt, lão ta cười lên sảng khoái. Đột nhiên, Giang Ngộ Tĩnh từ phía sau lao tới úp sát Cổ Long. Mặc dù lựa chọn thời gian rất thích hợp, vậy nhưng kẻ này lại là một lão cáo già, lão nhanh chóng quay lại đỡ đòn. Nhân cơ hội đó, chữ bát giới cầm bồ cào lao tới, trên miệng không ngừng gào thét, cánh tay dồn lực vung bồ cào định làm mấy lỗ trên người Cổ Long. Cổ Long lập tức quay lại chặn đòn, chỉ dùng một tay đã có thể ngăn cản công kích. Tay còn lại phóng ra lửa đốt cho bát giới suýt thành thịt nướng. Đường Tam Tạng thúc giục chữ bát giới đứng vững. Lão nhanh chóng lao lên, phía đằng sau là ngao tuyết phun sấm sét làm tê liệt Cổ Long. Chỉ cho có vậy, Đường Tam Tạng lập tức lao tới đấm vào những điểm yếu khiến lão không kịp trở mình và bị đánh bay vào vách núi. Mọi người thấy vậy liền vui mừng, vậy nhưng sự vui mừng này chẳng kéo dài được quá lâu, Cổ Long đã từ vách núi thoát ra được, lão phóng về phía ngao tuyết một đòn công kích. Bởi vì không chú ý, cho nên ngao tuyết lập tức bị trúng chiêu và bị cuốn mất một cánh tay. Hắn gào thét đau đớn, những người khác thấy cảnh tượng này liền hoảng hốt. Cổ Long hạ xuống đất rồi mỉa mai, đây chính là kết quả của việc phản bội. Trên thân lão có bất diệt chi long lần hộ thể, đám người Đường Tam Tạng căn bản không thể đả thương được. Bây giờ lão muốn bọn họ phải chết trong tuyệt vọng, nhất là ngao tuyết. Nói tới đây, bầu trời cũng nổi sấm chớp đùng đùng, vậy nhưng còn chưa kịp xem diễn biến tiếp theo thì phim đã chuyển cảnh tới thiên giới. Tiếp tục với đoạn giang sợ lần trước, sự xuất hiện của Tôn Ngộ không làm cho Đế Thích Thiên cũng không ngờ tới. Tôn Ngộ không cảm thấy thích thú, chỉ cần dùng chút mưu kế đã khiến ám hồn lộ diện toàn bộ. Nghe thấy tên tiểu tử này chém gió quá đà, Sát Tâm đành lên tiếng ngăn lại. Hắn công nhận sự giúp đỡ của cậu, ngoại trừ việc làm loạn phòng của hắn lên. Trước đó Tôn Ngộ không đã đột nhập vào phòng của Sát Tâm Quan Âm. Sau đó quẩy tù nóc nhà, thậm chí còn treo biển thông báo rằng Tề Thiên Đại Thánh đã tới đây chơi. Sát Tâm thấy cảnh tượng này liền tức giận lao tới, Tôn Ngộ không nhanh chóng ném ra thanh kiếm của Đế Thích Thiên. Chính thanh kiếm này đã khiến Sát Tâm có một cái nhìn mới, thoát khỏi mây mù, nhìn thấy sự thật mà trước giờ hắn không nắm được thân phận ám hồn tại thiên cung. Bây giờ thiên giới trắng và đen đã phân mình, cho nên hành động cũng dễ làm hơn nhiều. Đế Thích Thiên thản nhiên cười, thế thì đã làm sao, bóng tối bao phủ thiên giới rồi. Nói tới đây, lão liền phất tay cho toàn bộ ám hồn hành động, bọn chúng nghe theo lệnh liền lao xuống càn quét. Nhìn trận thế này, Tôn Ngộ không thẳng thắn, trận chiến với ám hồn, cậu nhất định phải đánh tới tận gốc. Vì sư phụ, vì Như Lai và vì tất cả những tính mạng vô tội đã bỏ mạng trong tay ám hồn. Vậy nên bọn chúng nhất định phải trả nợ, đợi xong chuyện rồi sẽ lập tức đi tìm sư phụ. Tuy nhiên, cậu vừa mới đi ra một vòng ở thiên giới, vậy nhưng lại không tìm thấy bóng dáng của Tố Y đâu.
Sát Tâm nghe vậy cũng ngạc nhiên, chẳng lẽ Như Lai chưa nói chuyện này cho cậu ta biết. Hắn chưa biết Tô Ý đã chết rồi, nguyên nhân vẫn chưa tra ra mà lúc đó cô vẫn đang trên đường lấy Vĩnh Hằng Chi Hỏa. Tôn Ngộ không nghe được điều này liền giật mình lùi lại. Hiển nhiên đây là tin tức quá chấn động, cậu lấy quyền trục mà Như Lai đã đưa ra để tra hỏi. Tên hòa thượng bị dọa cho sợ chết khiếp, hắn đem lời của Như Lai truyền lại. Ngày đó Đế Thích Thiên tại Di Lạc cùng đột nhiên chuyển ra tin dữ về Tố Y công chúa bạo bệnh bỏ mình. Như Lai vì lo lắng tin Tố Y mất sẽ làm cho cậu mất khống chế, cho nên nhất định phải chờ Tôn Ngộ không về rồi mới nói. Biết rằng giữ bí mật như vậy là không phải, vậy nhưng Như Lai vẫn hy vọng cô làm một chuyện cuối cùng. Có thể phẫn nộ, có thể phát tiết, vậy nhưng không được quên đi chính nghĩa trong lòng. Tôn Ngộ không đau lòng rơi nước mắt, hung thủ gây ra chuyện này chính là Đế Thích Thiên, cho nên cô lập tức đứng dậy, cánh tay nắm chặt gậy Như Ý rồi lao về chỗ lão tam. Ở chiến tuyến khác, Sát Tâm Quan Âm lao ra giết địch, Chí Quốc Thiên thì đụng độ phải chính đệ tử ngày xưa của mình là Chu Tước. Xem thái độ, có vẻ Chu Tước rất hận Chí Quốc Thiên, ân huệ năm đó hôm nay sẽ trả lại đầy đủ. À ta lao lên không trung rồi phóng ra vô số lồng vũ, mỗi chiếc lồng vũ đều sắc bén vô cùng. Chí Quốc Thiên nhanh chóng bị ăn hành, Quang Mục Thiên Vương thì giao thủ với tên Địa Sát Tình. Kỹ năng của hắn ta khá quỷ dị, Quang Mục Thiên Vương còn khá bỡ ngỡ nên bị chúng chiêu và bị thương. Về phía Tôn Ngộ không, kế hoạch đánh bộ đầu Đế Thích Thiên cũng không xảy ra đúng như kế hoạch. Lão Tài chỉ đứng một chỗ, hình thành một tầng bảo vệ rồi đẩy lui cậu về sau. Chưa dừng ở đó, Đế Thích Thiên còn cố tình khiêu khích, không được uống máu tươi thuần khiết của Tối Y nữa, lão vô cùng đau buồn. Lời này thực sự đã chọc giận Tôn Ngộ không, cậu lần nữa lao tới vậy nhưng giữa đường đã bị đánh bay ra xa, thân thể đụng nát một tòa nhà. Hung thủ gây ra chuyện này là Côn Sa Môn Thiên. Lão cho biết muốn khiêu chiến Đế Thích Thiên thì phải vượt qua cửa ải này trước đã. Tôn Ngộ không nhanh chóng đứng dậy rồi dõng dạc tuyên bố, kẻ nào cản trở thì kẻ đó chết. Cậu hô biến bản thân thành bộ dạng đại viên hồn rồi không quên làm nghi thức vỗ ngực gào thét. Côn Sa Môn Thiên tỏ vẻ hứng thú, rốt cuộc cũng có kẻ khơi dậy ý chí chiến đấu trong người lão. Lão nhanh chóng lao xuống, toàn thân bộc phát thần hồn, đánh ra một đấm vào mặt Tôn Ngộ không khiến cậu ta lăn vài vòng dưới đất. Không kịp để cho đối thủ trở tay, lão lại sử dụng dài chiêu thức ma không pháp ấn. Từ trên bầu trời lập tức xuất hiện một tòa nhà khổng lồ. Nó hướng thẳng xuống dưới, buộc cậu phải giơ hai tay chống đỡ. Đối phó mãnh thú thì phải dập tắt ý chí chiến đấu. Côn Sa Môn Thiên liên tiếp đánh xuống nhiều pháp ấn nữa, tất cả đều đè lên người Tôn Ngộ không. Cậu nhận ra cỗ trọng áp này càng chống cự thì áp lực sẽ càng trở nên mạnh hơn. Sau khoảng 10 lần, Tôn Ngộ không cũng bị chèn ép cho quỳ xuống. Cậu tự nhủ phải khống chế phẫn nộ, đem sức mạnh đại viên hồn tập trung vào một điểm. Cách này quả nhiên có hiệu quả, uy áp từ ma không pháp ấn dần dần suy yếu. Tôn Ngộ không dễ dàng phá vỡ tòa tháp khổng lồ và một đường lao lên trên, sau đó hút cho Côn Sa Môn Thiên hộc máu mồm. Nhân lúc đối phương còn choáng váng, cậu lấy ra gậy Như Ý đập cho lão ta không kịp trở tay, thân thể bị đánh cho rớt xuống đất. Giải quyết xong cản trở trước mắt, cậu cảm thấy không nên tiếp tục dây dưa chỗ này, mục tiêu tiếp theo cần xử lý đó chính là Đế Thích Thiên. Vậy nhưng còn chưa kịp làm điều đó thì một luồng sức mạnh từ dưới đất bạo phát, người gây ra động tĩnh này chính là Côn Sa Môn Thiên. Lão bay lên mặt đối mặt rồi khen ngợi, cậu đúng là mạnh hơn trong tưởng tượng, bây giờ lão sẽ cho cậu thấy rõ sức mạnh đỉnh phong của thiên thần. Lão tung chiêu ma liệt pháp ấn, xung quanh Tôn Ngộ không lập tức bị một lớp kết giới bao phủ. Cậu lên tiếng mỉa mai chỉ có thế này thôi sao, ngay sau đó cánh tay liên tục xoay vòng kim cô bổng định phá kết giới ra ngoài. Đáng tiếc là không thành công, kết giới chỉ bị rứt mẻ rồi nhanh chóng hồi phục lại như cũ. Côn Sa Môn Thiên đứng từ xa giật xét cho Tôn Ngộ không khiến cho cậu cũng cảm thấy áp lực. Cậu thừa nhận sức mạnh tên này cường đại, vậy nhưng tốc độ của mình còn nhanh hơn. Thân thể lão đột nhiên hiện ra đấm hai cú cực mạnh vào người khiến Tôn Ngộ không bay ra xa đụng ngã mấy tòa nhà. Cậu nằm một chỗ, dáng vẻ dường như bị kiệt sức. Nhìn cảnh tượng hoang tàn đổ nát của thiên cung và đám thiên binh lần lượt bị ám hồn giết chết, Tôn Ngộ không càng không thể bỏ cuộc, cậu đứng dậy tiến về phía trước. Ở những chiến tuyến khác, Quang Mục Thiên Vương cũng chật vật không kém, lão bị tên Địa Sát Tinh chặt đứt một cánh tay, mà Chí Quốc Thiên cũng bị đệ tử Chu Tước đẩy ngã. Dù chịu thua thiệt, vậy nhưng bọn họ vẫn cố gắng chống cự. Tôn Ngộ không tiếp tục bị Côn Sa Môn Thiên tấn công bất ngờ. Một bên cao to lực lưỡng dùng đôi tay trần đánh với một tên nhóc cầm gậy, kết quả là cậu nhóc bị ăn hành sấp mặt và bị lão ta túm cổ. Lão tuyên bố chấm dứt Tôn Ngộ không tại đây. Tuy nhiên, đúng lúc hắn định ra đòn kết liễu thì đã bị ăn một mũi tên từ phía sau. Còn chưa kịp định thần lại thì tiếp tục ăn thêm một vài mũi tên nữa, thân thể nhanh chóng rơi xuống đất không rõ sống chết. Mấy tên ám hồn khác cũng nhanh chóng bị giết chết. Ngay sau đó, từ trên bầu trời xuất hiện một cánh cổng màu vàng. Cánh cổng màu vàng này chính là Hoàng Kim Đại Đạo, chỉ có Tam Nhãn Thần Tướng mới có thể triệu hồi. Nhìn thấy sự xuất hiện của thần tướng, đám thiên binh liền vui mừng, nhiệt huyết sôi trào hẳn lên. Chỉ cần có Tam Nhãn ở đây, bọn họ tin rằng mình sẽ không thua. Từ điều này tới xem, hắn ta thực sự có vị trí không thể thay thế trong lòng thiên quân. Biết hắn ta còn sống, sĩ khí liền khác hẳn, ngay cả Tôn Ngộ không cũng được tha lòng. Điều này làm cho Đế Thích Thiên cũng kinh ngạc.
Chưa dừng ở đó, tất cả những người bị giam ở tù lao phù đảo cũng trở lại. Bọn họ hăng hái lao xuống chuẩn bị thảo phạt ám hồn. Bạch Tịnh Thủy Kim Cang nhận ra mọi thứ đều là do Sát Tâm Quan Âm sắp đặt. Sát Tâm giải thích, tín nhiệm đôi khi là một thứ rất khó giải thích. Vậy nhưng điều mà hắn trước giờ vẫn luôn tin tưởng, đó là chỉ có Tam Nhãn Thần Tướng tuyệt đối sẽ không trở thành ám hồn. Đế Thích Thiên cảm khái, đúng là đã xem thường hắn rồi, nhưng cho dù bọn họ có trở lại thì đã làm sao? Lão Hồ Hào tiếp tục tấn công, phía Thiên Binh cũng đồng dạng xông ra thảo phạt, hai bên giao thủ liên tục. Phe Thiên Giới dần dần lấy lại được thế trận, Tam Nhãn vừa phóng ngựa vừa chém giết vô số ám hồn, một thương tung ra liền lấy mạng một tên. Tuy nhiên, phía ám hồn cũng có cường giả, hắn chính là thần tướng của ám ảnh gọi là Thiên Dị Tình, hai người nhanh chóng chạm mặt. Nhìn thấy Tam Nhãn, hắn tức giận lao tới tấn công, đánh một trường vào con chiến mã khiến Tam Nhãn phải nhảy xuống ngựa. Còn chưa kịp định thần lại thì hắn ta tiếp tục tấn công phủ đầu. Thực lực kẻ này không tầm thường, Tam Nhãn lập tức bị ăn một đấm vào ngực khiến thân thể bay đi. Tuy nhiên, đối với người có nhiều năm chinh chiến sai trường, trải qua ngàn vạn trận chiến thì kinh nghiệm tích lũy đã thuộc dạng thượng thừa, thân thể đang bay ngược về sau, vậy nhưng vẫn có thể xoay sở, phóng ra trường thương đâm xuyên ngực của Thiên Dị Tình. Thiên Dị Tình không chết, hắn chậm rãi rút trường thương ra khỏi ngực rồi khen ngợi, quả nhiên, Tam Nhãn đã mạnh hơn trước kia. Thiên giới từng có 12 thần tướng, 11 người chết bởi sai trường, chỉ có Tam Nhãn là riêng biệt. Bởi vì sự vũ dũng vô song của hắn đúng là thiên giới vô song, vậy nhưng bây giờ đã khác. Thiên Dị Tinh tự tin rằng bản thân mình đã mạnh như hắn, cũng có thể trở thành thần tướng thiên giới duy nhất. Tam Nhãn nhận ra lai lịch của tên này, hắn được gọi là Nguyên Tông. Năm đó cũng là một trong 12 vị thần tướng của thiên giới, cả hai cùng nhau chinh chiến nhiều năm. Vậy nhưng bởi vì cái bóng quá lớn, lần nào xuất chiến cũng để cho Tam Nhãn đánh trận đầu. Cứ ngỡ rằng hắn muốn đoạt chiến công, vì vậy mà ghen ghét muốn được chiến đấu như hắn. Cho nên, Nguyên Tông đã dẫn quân đi đánh trận đầu, kết quả là bị làm thịt luôn, toàn quân bị diệt. Sau khi Tam Nhãn chạy tới thì đã quá muộn. Nguyên Tông trước khi về với đất mẹ thì vẫn không cam lòng. Trong quá khứ, Nguyên Tông chỉ có thể sống trong cái bóng của Tam Nhãn. Điều này đối với hắn là một sự sỉ nhục. Hiện nay, hắn sẽ đem sự sỉ nhục này chôn vùi hoàn toàn. Hắn vừa nói vừa liên tiếp tấn công, sức mạnh đã tăng lên rất nhiều so với bản nãy. Tam Nhãn thần tướng hoàn toàn rơi vào thế yếu, vũ khí trên tay cũng bị đánh bay đi, sau đó còn bị đánh cho nằm ngã ngửa. Thoạt nhìn có vẻ như tên Thiên Dị Tình này đang hoàn toàn chiếm ưu thế thượng phòng. Vậy nhưng từ đầu tới cuối Tam Nhãn còn chưa dùng tới kỹ năng, cũng chưa lấy ra thân hồn. Còn chưa rõ kết cục tiếp theo sẽ như thế nào thì phim đã chuyển cảnh tới thầy trò Đường Tam Tạng. Ở tập trước, Ngao Tuyết đã bị chặt gãy một cánh tay, Cổ Long mỉa mai Ngao Tuyết. Thế gian này không còn cách gì cứu hắn nữa. Cứ từ từ hưởng thụ sự đau khổ mà cái chết mang đến đi. Đường Tam Tạng chạy tới chỗ Ngao Tuyết, kêu hắn cố gắng chịu đựng. Cho dù phải liều cái mạng này, ông cũng nhất định phải cứu hắn bằng được. Ngao Tuyết cảm thán, bây giờ nửa người đều không còn cảm giác nữa, chẳng lẽ phải chết rồi hay sao? Đường Tam Tạng nghe vậy càng thêm gấp rút, ông yêu cầu Sang Ngộ Tĩnh phải chứ bát giới cố gắng ăn can Cổ Lòng, còn mình thì toàn lực chữa trị cho Ngao Tuyết. Sang Ngộ Tĩnh nhanh chóng lao tới và nhưng lập tức bị áp chế, pháp thuật bị khắc chế hoàn toàn, không còn cách nào khác thi triển. Lão ta bộc phát thực lực, Sang Ngộ Tĩnh lập tức tan thành mây khói, những gì còn sót lại là chiếc mặt nạ. Ngay sau đó là tới lượt của Chư Bát Giới, hắn lao tới đánh úp từ phía sau, và nhưng tốc độ của Cổ Lòng quá mạnh, thân hình biến mất trong chớp mắt rồi xuất hiện trên cầu, tung xuống một chiêu đóng băng Chư Bát Giới lại một chỗ, sau đó lao về phía Đường Tam Tạng. Bây giờ chính là tới lượt ông rồi. Kính bái trước sông không phải là bản lĩnh của phàm nhân hay sao? Đường Tam Tạng thẳng thắn bác bỏ, phàm nhân có muôn loại muôn vẻ, lão tìm nhầm đối tượng rồi. Lời này làm cho Cổ Lòng tức giận, lão bộc phát lôi điện giật cho hai người nằm ngã ngửa. Dù là như vậy thì ông vẫn tiếp tục chạy về phía Ngao Tuyết, Cổ Lòng chủ động lao xuống bồi thêm một đòn nữa. Đường Tam Tạng phẫn nộ, kỹ năng đạo tạng tâm kinh của ông đối với ám hồn có thể phát huy sức sát thương rất lớn. Vậy nhưng đối với Long Nhân, nhất là Long Nhân ở cấp bậc này hoàn toàn vô dụng. Cổ Lòng cho biết bản thân lão chính là dòng đình phong ở thế gian. Bất luận là phàm nhân yếu chúng, Atula hay thiên thần, lão đều không để vào mắt. Lựa chọn đối đầu với lão là vô cùng ngu xuẩn, cho nên bọn họ đều phải chết đi trong sự đau khổ. Lúc này, Chư Bát Giới đã phá băng thoát ra rồi tuyên bố, dù có chết cũng phải đánh tới hơi thở cuối cùng. Sang Ngộ Tĩnh cũng quay trở lại, ba thầy trò đồng loạt lao tới. Cổ Lòng chủ động tiến lên với định chân vùi tất cả, thân thể đi tới đâu, xung quanh phát nổ tới đó, vô số yêu quái bị nổ tan tành. Tiểu Vũ chứng kiến cảnh tượng này liền kinh ngạc, đây lẽ nào chính là viễn cảnh tiến đoán, thực sự không thể thay đổi hay sao? Ngao Tuyết bị đánh cho không thể dậy nổi, ánh mắt dần dần khép lại, bộ mặt tuyệt vọng. Trong lúc tưởng chừng như gần đất xa trời ấy, Ngao Tuyết nghĩ tới huynh đệ Thiên Vũ Thú. Thiên Vũ Thú an ủi, hắn đã bỏ qua rất nhiều cơ hội. Đám người Đường Tam Tạng bây giờ đang cố gắng cứu hắn. Đây là lần cuối cùng, chẳng lẽ hắn cũng muốn bỏ lỡ cơ hội cứu Đường Tam Tạng? Đám người Đường Tam Tạng bị hắn liên lụy, cho nên cảm thấy rất có lỗi. Hắn cảm thấy bất lực. Thiên Vũ Thú tiếp tục an ủi, bây giờ vẫn còn chưa kết thúc.
hắn vẫn còn một hơi thở tồn tại, vẫn còn cơ hội đi bảo vệ những người muốn bảo vệ. Có sự an ủi cùng giúp đỡ này, Ngao Tuyết nhanh chóng vực dậy, hắn thả Ngao Linh để nàng ta được tự do. Trong lúc đó, các thầy trò vẫn liên tục bị ăn hành ngập mồm, chỉ riêng Đường Tam Tạng là có thể đứng dậy. Ông cố gắng chống trả vậy nhưng hoàn toàn vô dụng và nhanh chóng bị cổ lòng bóp cổ nhấc lên không trung. Chứng kiến cảnh tượng này, Ngao Tuyết tức giận bộc phát ra long hồn, mở khóa gen người vượn bên trong máu, lập tức mọc thêm vài kg cơ bắp cùng với lôi điện. Thay vì trạng thái màu trắng thì lôi điện bây giờ lại là loại màu vàng độc nhất vô nhị. Tốc độ và sức mạnh được cường hóa lên đáng kể, hắn lao tới giải nguy cho Đường Tam Tạng, thậm chí còn bón hành lại cho cổ lòng, đấm vào mặt lão già làm choáng váng. Sau đó còn dùng một tay chặn đứng đòn công kích của lão già. Đẩy lui cổ lòng về sau, Ngao Tuyết không quên nhắc nhở sư phụ nên tự chăm sóc tốt bản thân mình. Dặn dò xong, hắn liền biến thành bộ dạng siêu dày giảm, thân hình biến trở lại dạng bản thể, màu sắc giờ đây cũng đã thay đổi thành rồng hoàng kim. Sau đó lao tới tấn công cổ lòng, cổ lòng vừa bỏ chạy vừa tung chiêu ngăn cản. Ngao Tuyết một đường lao tới, dùng thân thể ôm lão ta lại một chỗ, ngăn cản không cho hành động. Tiểu Vũ nhìn thấy cảnh tượng này cũng ngạc nhiên, chuyện trước mắt này hoàn toàn chưa từng xuất hiện trong giấc mộng của nàng. Cổ lòng cố gắng dãy ruột thoát ra, Đường Tam Tạng khuyên hắn mau chạy đi, đừng có miễn cưỡng. Tuy nhiên, Ngao Tuyết lại không thể nghe lời, hắn lên tiếng xin lỗi vì những chuyện lúc trước làm với ông. Lời nói đã xong, ý cũng truyền đạt, hắn liền ôm theo cổ lòng nhảy xuống vực sâu. Dưới đáy vực sâu không ai có thể quay đầu, dù coi chết thì cũng phải kéo theo lão Tam. Chứng kiến cảnh tượng này, Đường Tam Tạng đứng chết lặng mấy giây, ông không nỡ đành lòng nhìn đồ đệ của mình cứ như vậy ra đi, cho nên lập tức nhảy theo định mang theo Ngao Tuyết lên. Chư Bát Giới và Sa Ngộ Tĩnh cũng nhanh chóng lao xuống theo sư phụ, suýt nữa là giữ được người vậy nhưng vẫn chậm một bước. Vì tình nghĩa thầy trò, bọn họ không ngần ngại hy sinh vì nhau, chẳng biết là nên ca ngợi hay nên cảm thán đáng tiếc đây. Bạch Lang cũng định nhảy xuống, Tiểu Vũ nhanh chóng khuyên ngăn. Nếu như đi theo bọn họ, vậy thì chỉ còn nàng đơn độc chiến đấu với đám yêu quái. Như vậy thì nàng sớm muộn cũng bị bọn chúng luộc thịt mà thôi. Bạch Lang nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, phải nghĩ cho toàn cuộc vậy nhưng còn chưa kịp chạy tới giải cứu Tiểu Vũ thì đã bị một tên yêu quái đập đầu làm cho bất tỉnh. Như vậy là chỉ còn một mình Tiểu Vũ đang cố gắng dãy ruộng nữa mà thôi. Cùng lúc này tại Thiên Cung cũng đang xảy ra trận chiến khốc liệt. Tôn Ngộ không dễ dàng dùng sức một mình cần mấy chục tên ám hồn, cậu ta đột nhiên cảm thấy có chuyện chẳng lành. Biết đám người Đường Tam Tạng xảy ra chuyện, cho nên cậu càng thêm gấp rút, phải mau chóng giải quyết chuyện bên này. Về phía Sát Tâm, hắn chỉ đứng một chỗ vung tay cũng dễ dàng triệt hại nhiều kẻ địch. Bây giờ Tam Nhãn Thần Tướng đã trở về, toàn bộ ám hồn đều hiện thần, thời cơ đã tới, hắn giao kiếm của Đế Thích Thiên cho Tôn Ngộ không. Dựa theo lời Chí Quốc Thiên nói, chỉ cần đem kiếm cắm ở nơi cao nhất Ngọc Hư Điện, liền có thể xoay chuyển thế cục trước mắt. Tôn Ngộ không tự tin đáp lại, có cậu ở đây, không có chuyện gì không giải quyết được. Cậu lập tức lao tới chỗ cao nhất, ám ảnh thiên đế rất không thích điều này, lão ra lệnh cho ngăn cản Tôn Ngộ không lại. Cả đám nghe vậy liền đuổi theo, có thể nói rằng toàn bộ sự chú ý lúc này đang hướng về Tôn Ngộ không. Tên Thiên Cang Tinh nhanh chóng truy đuổi theo vậy nhưng lập tức bị Sát Tâm chặn lại. Nhiều lần bị dây dưa, hắn ta vô cùng tức giận. Hắn lao tới tấn công Sát Tâm. Sát Tâm nhận ra thực lực kẻ này đã mạnh hơn trước. Chỉ sau thoáng chốc, hắn ta đã túm được Sát Tâm rồi ném xuống đất. Hắn mỉa mai, không ngờ vị đại thần số 1 số 2 thiên giới lại không đỡ nổi một chiều. Sát Tâm chậm rãi đứng dậy, bộ mặt khá tức giận cùng khinh thường. Nhìn thấy thái độ đó, Thiên Cang Tinh càng tức giận. Gã quyết định sử dụng tới con át chủ bài, đánh ra chiêu thức địa ngục tà thần, tà thuật ác ma trong truyền thuyết. Triệu hóa vô số khai nhuận cùng ngọn lửa nóng rực. Sát Tâm nhanh chóng lao lên không trung né tránh vậy nhưng lập tức bị bao vây lại. Thiên Cang Tinh cho biết đây là biển lửa địa ngục đặc biệt bố trí cho thiên thần. Cho dù bản thân Sát Tâm có thiên thủ thiên nhãn thì cũng khó thoát khỏi cái chết. Rất nhanh sau đó Sát Tâm cũng bị gai nhọn khóa chặt lại. Bị chúng chiêu này coi như chết chắc, cho nên Thiên Cang Tinh lập tức cười lớn. Giết chết Sát Tâm chính là niềm kiêu ngạo lớn nhất của hắn. Tuy nhiên, niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì đã bị dập tắt. Sát Tâm quan âm nhanh chóng phá kén thoát ra ngoài, đồng thời công nhận triệu hoán tà thần tượng đúng là pháp thuật rất cổ xưa, vậy nhưng mà cổ xưa chưa chắc đã tốt. Thế hệ thiên thần bọn hắn sớm đã vượt qua dị vãng, đã tiến hóa rồi, gai nhọn chậm rãi bị bức lùi. Hắn chỉ cần thốt lên một câu không thích, đã dễ dàng dập tắt núi đao biển lửa trước mặt, thậm chí còn phản kích lại Thiên Cang Tình. Về phía Tôn Ngộ không, cậu ta đang là tâm điểm được chú ý tới, đi tới đâu cũng đều có mấy chục tên ám hồn bám đuôi ngăn cản. Ngay cả Nguyên Tông cũng cảm thấy hứng thú, diệt trừ Tôn Ngộ không chính là chiến công hàng đầu để hắn trở thành thiên giới thần tướng. Hắn ta định lao tới tấn công thì Tam Nhãn Thần Tướng đã lên tiếng, cứ nghĩ rằng khoảng thời gian cùng nhau tác chiến năm đó là tuyệt vời nhất. Vậy nhưng không ngờ rằng đối với Nguyên Tông lại là một sự sỉ nhục.
Chứng kiến từng người một rời đi, mỗi một lần như thế đều khiến cho Tàm Nhãn vô cùng đau lòng. Hắn thương tiếc cho Nguyên Tông của quá khứ, vậy nhưng kẻ trước mặt bây giờ chẳng qua là một cỗ ám hồn hành thi mà thôi. Nguyên Tông tức giận lao tới động thủ, Tàm Nhãn cũng bộc phát chiến lực, lấy lại trường thương rồi mạnh mẽ tuyên bố. Bởi vì từng là bằng hữu vậy nên sẽ giúp làm mối chuyện cuối cùng, đó là kết thúc cho hắn ta. Nói tới đây, Tàm Nhãn thần tường cũng sử dụng tới đại tuyệt chiêu thiên trù. Chính kỹ năng này đã từng khiến Tôn Ngộ Không phải ăn hành, Nguyên Tông phải chật vật chống cự. Một đường chạy tới nơi cao nhất, Tôn Ngộ Không liên tục bị vây công. Cũng may có sự hỗ trợ đến từ Sát Tâm, Tàm Nhãn, các vị Kim Cang, Chỉ Quốc Thiên lẫn Thiên Bình Thiên Tướng. Sau một hồi di chuyển, cậu cũng tới được nơi cao nhất, lấy ra thanh kiếm rồi cắm xuống. Hành động này là vì chính nghĩa của thiên giới. Từ vị trí thanh kiếm lập tức bộc phát ra một luồng hào quang khổng lồ, chiếu rọi mọi thứ xung quanh. Toàn bộ ám hồn ở quanh đều bị đẩy lùi, ánh sáng chính nghĩa lần nữa được xuất hiện. Điều này làm cho ám ảnh thiên đế không vui. Không chỉ ở thiên giới mà giới nhân gian cũng được luồng ánh sáng chiếu rọi, đám yêu quái thấy vậy hoảng hốt bỏ chạy. Tiểu Vũ may mắn giữ lại được cái mạng. Một giọng nói già nua cùng quen thuộc vang lên xua tan hết bóng tối. Người xuất hiện từ trong màn ánh sáng đó không ai khác chính là Đế Thích Thiên. Có thể nói rằng hiện tại đang có hai phiên bản đối lập của Đế Thích Thiên, một kẻ là bóng tối, người còn lại là ánh sáng. Đế Thích Thiên khen ngợi, danh hiệu thần phải gánh vác lấy trách nhiệm tương xứng, nếu ngay cả thần cũng sa đọa, thế gian này làm sao cân bằng được. Bây giờ sức mạnh của ám hồn đã bị khắc chế, ám ảnh thiên đế tức giận không thôi, thế mà lão già đầu bên kia vẫn chưa tan biến. Đế Thích Thiên thản nhiên đáp lời, may mà quang hồn thiên giới vẫn chưa từ bỏ. Thật là vất vả cho hộ pháp thiên giới, thiên vương, thần tướng, Tôn Ngộ Không và chúng thiên quân tướng sĩ rồi. Chỉ một lời nói như vậy đã ẩn chứa uy lực không tả nổi, ánh sáng chiếu tới đâu, thương thế khôi phục tới đó. Lão ta cũng không quên cảm ơn Tôn Ngộ Không, cậu và Như Lai đều đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tương lai thiên giới đều nhờ vào hai người rồi. Lời vừa mới dứt, cả hai bên cũng lao vào nhau động thủ, trận chiến lại tiếp tục nổ ra. Mặc dù mọi thứ xảy ra không thuận lợi như dự tính, vậy nhưng ám ảnh thiên đế vẫn không quá lo lắng, lão vẫn còn cách cứu vãn thế cục. Lão nhanh chóng hạ lệnh rút lui, mục tiêu tiếp theo đi tới đó chính là Tam Tôn Điện. Tôn Ngộ Không nhìn thấy lão già kia đỉnh chuồn liền đuổi theo, vậy nhưng bị Côn Sa Môn Thiên ngăn cản. Lão ta vô cùng tức giận, trận đấu giữa hai người vẫn chưa kết thúc, chỉ thiếu chút nữa là có thể tự tay hàng phục Tôn Ngộ Không rồi. Hai người nhanh chóng lao vào nhau chiến đấu, ăn miếng trả miếng liên tục. Tuy nhiên kết quả lần này đã khác, người giành được chiến thắng chính là yêu hầu Tôn Ngộ Không. Côn Sa Môn Thiên bị bổ cho rơi xuống đất. Trong thời gian đó, đám người ám ảnh thiên đế đã rút lui an toàn. Nơi này chính là Tam Tôn Điện, đứng trước sự tấn công mạnh mẽ, thỉnh cầu trợ giúp của ngài ấy mới là sách lược vẹn toàn. Bên trong tòa cung điện là không khí vô cùng âm u, bây giờ thức tỉnh sẽ sớm hơn so với kế hoạch. Vậy nhưng ám ảnh thiên đế vẫn tin tưởng ngài ấy sẽ tha thứ. Dù sao ngài ấy cũng là giáo tổ của toàn thể ám hồn. Ngồi được gọi với cái danh xưng ngài ấy chính là Nguyên Thủy Ngọc Tôn. Sự xuất hiện của kẻ này sẽ mở ra một trường mới cho thiên giới. Và mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào, chúng ta hãy đón chờ phần tiếp theo nhé. Tập phim tới đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng kênh trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.